Người. Xin chào mọi người. Hello, hello, hello. Mọi người ơi, mọi người nhìn rõ cô không? Xin chào. Xin chào các bạn. Xin chào các bạn. Xin chào, xin chào, xin chào. Xin chào. Hay là em mở vào Facebook của chị. Em ơi, hay là em mở vào Facebook của chị, xong vào trang đấy cũng được đúng không? Facebook của chị thì là Google nhé. Chị nhầm, Facebook của chị thì ở trên trang Chrome nhé. Gì thế này? Sao hôm nay Facebook lại bắt đăng nhập? Chị chưa? Chị chưa em? Chị chưa thấy mà. Xin chào các bạn, hóa ra là mình đã online được
4 phút rồi mà mình cứ nghĩ là chưa. Buồn quá. Khải Minh, em đã theo bảo tất cả để sang đây xem cô. Xem cô đâu sang đây để học bài. Ngày hôm nay cô cũng đang có một chuyện buồn vui lẫn lộn đây. Nhưng mà vẫn phải bỏ tất cả để lên đây để dạy bọn em đây. Hello Đạt. Chào Minh, chào Bảo Học. Các bạn đây rồi, chúng mình sẽ bắt đầu buổi 2 nha. Đây rồi, đây rồi. Nào. Bạn nhìn thấy em chờ cô mấy phút à? Sorry các bạn nhá, tại vì là cái mạng nó bị chậm ấy, thành ra lúc mà cô đã online rồi nhưng cô cũng không nghĩ là mình online kiểu chưa nhìn thấy gì ấy. Bây giờ mình nhìn thấy. Hơi lag, đúng rồi, chính xác. Thế là mình online 4 phút rồi, mình cứ nghĩ là mình cho online. May mà không làm điều gì ngu ngốc, không thì sẽ bị các bạn phát hiện. Ok, hơi lag à. Chào Ngọc Tâm nha. Hơi lag à, nhưng các bạn nhìn cô có mặt cô vẫn hình tròn đúng không? Chứ không thành tam giác hay vuông đúng không? Tức là về phần hình ảnh thì ok đúng không? Lát là như thế nào các bạn? Tức là âm thanh nghe nó bị chậm hơn hay là kiểu nó bị quay quay ấy? Để xem nào, xem nó bị sao nào. Hôm nay cô xinh quá. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Đấy, chứng tỏ là simple is the best đúng không? Bởi vì là hôm nay cô chả làm gì cả. Thì lại xinh kiểu hôm mà make up rất nhiều thì các bạn không khen. Rất ổn rồi à? Ok. Rất ổn rồi thì có khi chúng mình học nhỉ? Đó, thì buổi hôm nay là buổi thứ hai trong khóa tổng ôn và luyện đề free của cô Trang dành cho các bạn. Đó, thì cô nhờ một chút là các bạn nhóm trưởng tag các bạn trong nhóm của mình vào học giúp cô nhé. Tại vì lúc nãy cô online mất mấy phút mà kiểu không nói gì, sợ các bạn không biết ấy. Đó. À, cô hôm nay có đội màu không? Một màu đen huyền bí, không bị đổi một tí nào nha, vẫn nguyên như vậy. Rồi đó, thì hôm nay chúng mình sẽ cùng nhau học cái chuyên đề, gọi là chuyên đề lý thuyết ngữ pháp đầu tiên trong cái khóa free này, đó là kiến thức về các thì, tất cả các thì và sự hòa hợp các thì nhá. Chào Huy Ninh. Đó, thì với các thì trong tiếng Anh thì các bạn thấy thì nào khó nhất? Với các câu hỏi về các thì các bạn có tự tin là các bạn làm được đúng hết chưa? Đây rồi. Đây, đề của cô đây. Chẳng hiểu sao hôm nay cái mạng nó cứ không được ổn định nhở. Buồn quá. Đây, được chưa? Thì đây là cái file đề ngày hôm nay của chúng ta. Hôm nay cô sẽ chữa cho các bạn. Ở đây cô có 30 câu về tất cả các thì trong tiếng Anh và sự hòa hợp giữa các thì. Thì mục tiêu của buổi ngày hôm nay là cô sẽ chỉ ra cho các bạn những cái phần bẫy trong câu hỏi về thì mà người ra đề thường ra, tức là các thầy cô ra đề thường hay ra trong đề thi trung học phổ thông nha. Và bên cạnh đó thì cô có một cái file lý thuyết rất là xịn sò, cực kỳ xịn sò luôn, mà cô sẽ sử dụng bây giờ để dạy cho các bạn. Và bạn nào xem đến hết video này, à sorry, xem hết livestream này thì có thể là phần cuối livestream cô sẽ tặng cho các bạn cái file lý thuyết đó, tổng hợp tất cả các thì một cách rất là bài bản, gồm cấu trúc, gồm cách dùng dấu hiệu nhận biết, hết tất cả mọi thứ rồi. Đó, để các bạn có thể mở in ra mang đi học, học cũng được, tra cứu cũng được. Và mỗi lần làm bài tập về thì mở ra để so nha. Rồi. Mấy thì không có dấu hiệu thi thoảng nhầm, Khải Minh bảo thế đúng không? Đúng rồi. Những thì mà không có dấu hiệu để nhận biết ý, mà không có dấu hiệu, bây giờ một câu hỏi đố các bạn nhé. Những thì này mà không có dấu hiệu về mặt thời gian, không biết là chỉ viết một câu chung chung thôi, không nói là câu xảy ra trong quá khứ hay là tương lai hay là hiện tại, viết một câu rất là chung chung đấy, không có mốc thời gian, thì đố các bạn đấy chính là dấu hiệu của thì gì đấy. Bởi vì trong một câu không có dấu hiệu thời gian nhá, không có các từ, các trạng từ thường gặp nhé, thì các bạn nhìn thấy không thể có dấu hiệu nhận biết thì đúng không? Nhưng đấy lại là một dấu hiệu, tức là không dấu hiệu lại là một dấu hiệu. Đấy, câu mà không rõ về mặt thời gian này, không có các từ, trạng từ chỉ tần suất mà hay xuất hiện trong thì này, thì nó hay chỉ ở thì gì đố các bạn nào? Thì gì nhỉ? Có bạn nào phát hiện ra không? À đúng rồi, đó chính là thì hiện tại hoàn thành. Đấy, ok rồi, vậy bây giờ chúng mình sẽ đi vào chi tiết hơn cái bài ngày hôm nay nhé. Lát quá đúng không? Cô cũng thấy lát thật, Ngọc Kiều. Lát quá các bạn ạ. Sao nhở? Lát thật, lát, công nhận lát. Nguyễn Châu Anh, một trong các thị đại học ạ. Em có câu trả lời chính xác đấy, Châu Anh ạ. Thôi, bây giờ chúng mình sẽ nhìn sang tổng quan của... Đây, cô kéo xuống cho các bạn xem. Đây. Lý thuyết các thì. Đây, đầu tiên các bạn sẽ nhìn thấy cái bảng này của cô. Đây là một cái biểu đồ về thì.
Bây giờ cô sẽ nói qua lại kiến thức về các thì cho các bạn nhé. Này, đầu tiên các bạn sẽ nhìn cho cô có một cái biểu đồ thì như thế này. Đó. Ok. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Rồi. Các bạn nhìn vào biểu đồ thì cho cô đi ạ. Các bạn nhìn rõ chưa? Biểu đồ thì nó như kiểu biểu đồ cuộc đời của chúng mình ấy. Đấy, cuộc đời của một người thì nó như biểu đồ thì ấy. Các bạn hình dung như thế nhá. Trong cuộc đời của chúng mình thì sẽ có quá khứ đúng không? Bây giờ chúng mình lớp 12 rồi thì những chuyện xảy ra trước cái mốc thời gian cô trò mình đang ngồi đây nói chuyện với nhau. Lớp 11, lớp 10, lớp 9, lớp 8 các bạn hoặc là thời thơ ấu các bạn thì nó sẽ là thuộc thì quá khứ. Nha, mọi người sẽ nhớ như vậy. Thì bản thân trong phần quá khứ đấy, cả một cái dây quá khứ đấy thì nó sẽ có quá khứ đơn này, quá khứ tiếp diễn này, quá khứ hoàn thành này. Đấy, nó sẽ có mấy cái mốc như vậy. Thì chúng ta lại có cái cách để xử lý xem lúc nào thì quá khứ gì. Còn bây giờ các bạn cứ nhớ cho cô là những cái gì mà xảy ra rồi trước cái mốc hiện tại đổi về phía trước thì nó thuộc quá khứ. Đây, nó là cái giải này đây. Đây, đây, tất cả cái phần này là quá khứ nhá. Đấy, rồi ok nhá. Cái mốc mà từ thời điểm chúng ta đang nói chuyện này với nhau cho về sau, có thể là ngày mai, có thể là tuần sau, tháng sau, năm sau. Kiểu năm sau thì các bạn, thời điểm này năm sau thì các bạn đều là tân sinh viên năm nhất đại học rồi đấy. Thì nó thuộc về tương lai, các thì tương lai. Vậy tóm lại về thì các bạn sẽ nhớ cho cô là sẽ có các thì quá khứ, các thì hiện tại và các thì tương lai. Được chưa? Cái đấy là giúp chúng ta chia ra làm ba mốc đã. Rồi, ok này, đầu tiên có ba mốc nhá, là ba loại thì. Tiếp theo này, với mỗi một thì, với mỗi một cái mốc, với mỗi một cái khoản ấy, thì chúng ta sẽ có các thì đơn, các thì tiếp diễn và các thì hoàn thành và các thì hoàn thành tiếp diễn. Đấy. Ví dụ nhá, với quá khứ thì chúng ta sẽ có quá khứ đơn, quá khứ tiếp diễn, quá khứ hoàn thành và quá khứ hoàn thành tiếp diễn. Ok chưa? Lưu ý cho cô cái đấy. Hiện tại tương tự cũng có hiện tại đơn, hiện tại tiếp diễn, hiện tại hoàn thành và hiện tại hoàn thành tiếp diễn. Đấy, mỗi thì chúng ta gắn cái chữ đơn, tiếp diễn, hoàn thành và hoàn thành tiếp diễn vào, ta sẽ có bốn thì đúng không? Nhân với ba mốc, ba khoảng thời gian trong cái biểu đồ thì này thì chúng ta sẽ có tổng là 12 thì. Đó, 12 thì cơ bản trong tiếng Anh. Rồi. Đinh công thắng tiến này ok. Rồi mọi người tập trung vào cái phần thì nhá để chúng ta giải quyết hết cái vấn đề thì này. Thì các bạn nhớ cho cô là với các thì tiếp diễn, nói đến thì tiếp diễn thì dấu hiệu nhận biết là động từ phải thêm đuôi. Đuôi gì nhỉ? Đuôi ing đúng không? Cứ thì tiếp diễn thì động từ thêm đuôi ing, mà phía trước của động từ thêm đuôi ing thì bao giờ cũng phải có động từ to be, được chưa? Đó, ví dụ hiện tại tiếp diễn thì chúng ta sẽ có to be ở hiện tại là is, am và are, đó được chưa? Còn với quá khứ thì to be sẽ phải là was hoặc were nhé. Còn với hoàn thành thì to be là been, đúng chưa? Đấy. Đấy thì đơn giản nhất là cách để chúng ta ghép như vậy. Tiếp theo này, với các thì hoàn thành thì động từ luôn ở dạng là gì nhỉ? Có bạn nào nhớ không? Với các thì hoàn thành thì động từ luôn ở dạng là có động từ thêm ed hoặc động từ ở dạng phân từ hai, là cái cột cuối cùng trong bảng động từ bất quy tắc á. Đó, thì hoàn thành kể cả là chúng mình nói tương lai hoàn thành nghe có chữ tương lai nhé, nhưng mà động từ của nó thì vẫn có ed hoặc là động từ dạng phân từ hai. Hay không? Đấy. Được chưa? Mọi người hình dung ra chưa? Thế bây giờ những thì đơn thì sao? Các thì đơn thì sao? Dễ nhất là hiện tại đơn. Hiện tại đơn thì động từ không chia bơi gì cả. Nguyên một cục để vào đó thôi. Được chưa? Tiếp theo, quá khứ đơn thì động từ gì ạ? Động từ có chia, nhét cho cái đi vào. Đấy. Thế còn thì gì nữa? Cái gì đơn nữa? Tương lai đơn thì sao? Tương lai đơn động từ thêm were phía trước. Thì đại loại là đầu tiên khi mà học thì các bạn phải giúp cô một điều, đó là hình dung ra được tất cả là trong tiếng Anh nó có ba cái khoảng quá khứ, hiện tại và tương lai. Mỗi một cái khoảng đó các bạn nhân với lại số 4 thì sẽ ra bốn thì, là có thì đơn, thì tiếp diễn, thì hoàn thành và hoàn thành tiếp diễn. Thì đầu tiên các bạn phải nắm được chắc về phần cấu trúc, bởi vì đề thi nhá, có những đề thi rất là dễ, chỉ kiểm tra đơn giản là cách các bạn chia động từ cho nó đúng thôi, thì các bạn phải nắm được cấu trúc đúng. Tóm lại ở cái phần bài thì này thì dù kém hay là mất gốc hoặc là giỏi rồi thì các bạn cũng không được mất điểm câu về thì nhá, nhất là câu mà chỉ đơn giản là kiểm tra chúng mình về cấu trúc thì thôi. Đấy, thì phải nhớ cho cô nhá, thì đơn như thế nào này, thì tiếp diễn thì luôn là động từ thêm đuôi ing đúng không? Hoàng Đức, ok.
Đúng rồi, lý đạo thuộc 80 đến 100 động từ bất quy tắc thì có sao không cô? Thực ra thì nó không sao nếu mà đề thi nó rơi vào 80 đến 100 động từ em thuộc, còn nó sẽ có sao nếu mà nó lại rơi vào cái động từ 101 mà cái 101 em đã chưa học. Thế nên trong 360 động từ bất quy tắc thì các bạn cũng phải cố gắng thuộc cho cô được ra một nửa, tức là rơi vào tầm 180-200 nhá. Rồi, đó thì mình phải nhớ cho cô được về cấu trúc nhá của các thì này. Nào bây giờ chúng mình sẽ nhìn một tí nữa. Trên cái biểu đồ thì này thì cái đề thi mà hay bẫy các bạn nhiều nhất ở cái phần chia động từ đó là đánh lừa các bạn giữa thì quá khứ đơn và thì hiện tại hoàn thành. Thì cô vẽ ra đây để các bạn nhìn cho rõ này. Đầu tiên nhá, các bạn nhìn thấy này, có thể là cái thời điểm bắt đầu của hành động nó đều cùng một điểm này, cùng cái điểm cô để cái mũi tên này đúng không? Đấy. Thế nhưng mà thì quá khứ đơn thì cái điểm kết thúc của hành động nó sao ạ? Nó dừng lại luôn ở đây. Hai cái điểm bắt đầu và kết thúc nó đều thuộc về quá khứ. Đấy, cả cái cục này là cục quá khứ đúng không? Trước hiện tại thì là quá khứ rồi. Trong khi hiện tại hoàn thành thì các bạn thấy là có thể là một cái hành động bắt đầu trong quá khứ và nó kết thúc ngay ở hiện tại. Đây, nó chiu 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 đến cái chỗ hiện tại này. Đấy, được chưa? Nói chung đây là một cái bảng cô vẽ ra cho các bạn dễ hình dung nhá, chứ nó không phải là cái bảng mà động từ nào, hành động nào nó cũng phải kết thúc và bắt đầu y hệt như thế này, nó phải rơi vào đúng cái điểm hiện tại như thế này. Không phải 100% nhá, nhưng mà đây là một cái bảng để các bạn dễ hình dung nhất. Thì đây, cái màu xanh này cũng là hiện tại hoàn thành được này. Đấy, xanh nhạt. Tiếp thêm một cái võng, một cái đường võng bắt đầu hành động trong quá khứ. View qua hiện tại, view đến tận tương lai, cái điểm mà cái hành động đó xảy ra, kết thúc nó lại rơi vào một cái điểm ở tương lai thì nó cũng có thể là hiện tại hoàn thành. Đấy. Thế thì khi mà chúng mình làm bài thì ấy, chúng mình hay có cái thói quen là dịch câu. Ví dụ cô có cái câu là tôi đã học tiếng Anh cô Trang được 3 tháng rồi, với những bạn mà bắt đầu học cô từ những ngày đầu tiên đúng không? Thì bây giờ là chắc là khoảng là 3 tháng rồi. Các bạn sẽ nói là tôi đã học tiếng Anh cô Kiều Trang được 3 tháng rồi. Trong cái câu đó có chữ đã. Và người Việt của chúng mình thì hay nói chuyện với nhau là cái gì đã là cái đấy quá khứ rồi. Thế là thôi các bạn, tương luôn thì quá khứ đơn vào, như thế là sai. Cái câu đó nó sẽ là thì hiện tại hoàn thành. Bởi vì sao ạ? Nó như thế này này các bạn này. Nó là một cái hành động bắt đầu trong quá khứ nhưng hiện tại các bạn vẫn đang học cô. Đấy, chứ các bạn đã kết thúc việc học đâu? Chưa kết thúc đúng không? Vậy nên đây là một cái điểm rất dễ nhầm trong đề thi. Các bạn cố nhớ cho cô một cái bẫy trong đề thi của các thầy cô ra đề luôn. Đó là đánh lừa các bạn giữa thì quá khứ đơn và thì hiện tại hoàn thành. Và cách phân biệt là gì? Các bạn ngẫm nghĩ trong đầu đi. Hành động đó đã xảy ra và đã kết thúc chưa? Nếu chưa kết thúc trong quá khứ thì nó không phải là quá khứ đơn dù các bạn gì có chữ đã nhá, mà sẽ chia hiện tại hoàn thành. Được chưa? Ok. Mic rè rồi à? Mic rè chắc là do mạng hôm nay hơi lát đấy các bạn ạ. Đó, thì mic nó sẽ hơi rè một chút thôi. Rồi chúng mình sẽ đi tiếp nhá. Nào bây giờ chúng mình sẽ nhìn vào đây cho cô này. Đề thì hiện tại đơn này. Đấy, rất là đơn giản. Với thì hiện tại đơn thì cấu trúc đây, chủ ngữ cộng động từ nguyên thể, không có chia bơi cái gì cả, được chưa? Thế nhưng mà động từ sẽ phải thêm đuôi s hoặc là is nếu mà chủ ngữ là ngôi ba số ít. Cái này các bạn phải đặc biệt nhớ cho cô nhá. Đấy, đó là những động từ kết thúc bằng những cái đuôi như thế này. Đấy. Đó, bạn nào mà muốn cô gửi tặng cái file lý thuyết này thì các bạn comment chữ em cho cô nhé. Tại vì đây là một cái file lý thuyết rất là chi tiết của cô. Mà các bạn nhớ cho cô luôn là cô gửi tặng các bạn cái file lý thuyết này xong ấy thì các bạn sẽ in ra để học nha, in ra để học. Đó. Và mỗi lần làm bài tập về thì mở ra cho cô nhé để mà so vào đây. Rồi, cô chỉ tặng cho những bạn mà xem livestream ngày hôm nay thôi. Còn những bạn không xem thì kệ nhá, kệ các bạn ấy nhá. Các bạn cũng đừng kể với các bạn ấy nhá. Không xem mất quyền lợi đúng không? Rồi, ok. Đó, Châu Anh, Khang Khang, Gia Bảo, Minh Đức. Tí nữa các bạn inbox để lấy cho cô nhá. Để lấy cho cô cái file lý thuyết này nhá. Để cô gửi các bạn cái file này. Các bạn nhớ là file này là phải in ra nhá. Để làm nhá. Rồi, ok, tiếp nhá. Tự mua lại là tốt nhất các bạn. Nhưng các bạn sẽ cần một file tổng hợp chuẩn. Rồi, Hồng Nhung, Thanh Trúc, Nguyễn Hiếu, Tụi Trâm Anh, ok, đồng ý, sẽ gửi tặng cho các bạn nhá. Rồi, qua cái khúc này, bây giờ chúng mình sẽ nói tiếp về thì này. Đấy, thì khi mà học thì các bạn phải có cái mẹo để chúng mình nhớ được về thì chứ. Các bạn học hết 12 thì mà cứ đi học, đi học, đi học mà cứ ngồi học thuộc lòng ấy là chết dở luôn, không nhớ được hết đâu. Thì đầu tiên nhìn cho cô về thì đơn nhá. Đấy, cấu trúc của nó đơn giản như vậy đúng không?
Thì đơn thì các bạn sẽ nhớ cho cô một cái đặc điểm, đó là hiện tại đơn là một thì dùng rất nhiều trong tiếng Anh. Khoảng 40 đến 50% các câu trong tiếng Anh khi người ta giao tiếp, khi người ta nói chuyện, người ta sử dụng trong công việc, trong cuộc sống là thì hiện tại đơn rất là nhiều luôn. Inbox page tiếng Anh cô Kiều Trang. Đấy, page cô đang live. Đây, ok, được chưa? Trời ơi, bây giờ vẫn hỏi tôi là inbox biết nào, tôi buồn quá trời luôn. Rồi. Rồi, tiếp theo nhá. Thế thì với đây tiếp tục tiếp tục. Đây. Các bạn lưu ý cho cô một chút ở cái phần là khi mà thêm đuôi SES nhá thì thêm như thế nào nhá. Đây này, cô đang có một cái cột đây này. Đấy. Thông thường thì các bạn sẽ thêm S sau động từ nếu mà chủ ngữ ngôi ba số ít. Nhưng nếu mà động từ kết thúc bằng này, O này, S này, X này, Z này, CH, SH này thì các bạn sẽ thêm đuôi ES đúng không? Đây thêm cái đuôi này. Đấy, được chưa? Và nếu mà một số trường hợp đặc biệt này, động từ kết thúc bằng một phụ âm cộng với y dài thì đổi y dài thành y ngắn rồi thêm ES. Đây ví dụ như là fly thì thành flies. Đó, hay là study thành studies như thế này, ok chưa? Động từ mà là kết thúc bằng nguyên âm và cộng với y dài thì các bạn cũng chỉ thêm s thôi. Và đây cô tô đậm cái chỗ này cũng là một trường hợp hay bẫy trong khi kiểm tra các bạn, tức là các thầy cô sẽ thêm một cái là play, thế xong thì biến y dài thành y ngắn thêm s, và có thể các bạn sẽ chọn cái đấy bởi vì các bạn nhớ nhớ mà hình như là động từ kết thúc bằng y dài thì biến y dài thành y ngắn thêm s. Nhưng nhớ cho cô là nếu chữ y dài là phụ âm thì mới biến, còn chữ y dài là nguyên âm thì không có biến đổi gì cả nhá. Rồi. Kim Anh gửi cho nhóm trưởng để nhóm trưởng và từ nhóm dễ hơn cô ạ. Thực ra là cái phần này thì cô muốn là các bạn sẽ được tặng coi như là sự chăm chỉ của các bạn, những bạn xem livestream cô ngày hôm nay sẽ có ấy. Còn những bạn mà không chịu xem, không chịu học thì đương nhiên là sẽ không có file để mang về rồi. Đấy. Cảm ơn các bạn nhóm trưởng rất là nhiều đã hỗ trợ cô Trang trong thời gian vừa rồi nhé. Rồi, đấy. Xong rồi, bây giờ thì đến cách dùng này. Cách dùng thì hiện tại đơn sẽ có mấy cái cách dùng mà trong thi hay có này. Đầu tiên, đó là nếu mà một câu mà không có cái dấu hiệu gì về thời gian hay là các trạng từ chỉ tần suất thường gặp. Đấy, và các bạn dịch ra, các bạn thấy cái câu đấy nó rất là đúng, nó luôn đúng, lúc nào nó cũng đúng. Đấy, kiểu như là nước sôi này, hay là trời lạnh mùa đông này, thì đấy sẽ là những câu hiện tại đơn, tức là nó thuộc cái kiến thức là chỉ một chân lý hay sự thật hiển nhiên, được chưa? Hay là nhận thức cảm giác tình trạng hiện tại, các bạn sẽ dùng cho câu hiện tại đơn. Đấy. Tí nữa sẽ đến cái thì tiếp diễn có một cái rất là hay lừa, các bạn cũng phải chỉ cho các bạn nhé. Rồi. Tiếp theo, hiện tại đơn lại sử dụng để diễn đạt. Đây là một cái cách dùng mà sẽ kiểm tra khi các bạn muốn được 7 điểm. Ví dụ cái mức điểm 5 điểm, 6 điểm thì nó rất là dễ, chỉ kiểm tra những cái cách dùng phía trên này thôi này. Này, 5 6 điểm thì chỉ kiểm tra các bạn cái cách dùng này thôi. Thói quen hành động lặp đi lặp lại, chân lý sự thật hiển nhiên, hoặc cùng lắm là nhận thức cảm giác hiểu hiện tại thế thôi. Nhưng đây sẽ là một cách dùng mà sẽ kiểm tra điểm 7 đây. Đây. Đây, đó là sự việc xảy ra trong tương lai. Cách dùng này áp dụng để nói về thời gian biểu, các chương trình, các kế hoạch được cố định về mặt thời gian. Ví dụ như là chuyến tàu khởi hành mấy giờ, ngày mai, chương trình thời dự tối nay và mấy giờ. Đấy. Nghe thì nghe có cái chữ kiểu sẽ nhưng nó lại là hiện tại đơn. Đây cũng là một cái bẫy mà người ra đề rất thích để hay lừa các bạn. Được chưa? Thì đấy các bạn thấy không, cái câu này nhá. Cuộc hội nghị ngày mai sẽ bắt đầu vào 7 giờ sáng và kết thúc vào lúc 5 giờ chiều. Cái câu này nghe ra thì chúng mình thấy là rất giống thì tương lai đúng không? Nhưng mà nó lại được làm thành hiện tại đơn vì nó là một kế hoạch đã được cố định rồi. Có thể là cái hội thảo đấy được tổ chức cả tuần nay, cả tháng nay rồi, ngày nào cũng bắt đầu vào 7 giờ và kết thúc 5 giờ. Đấy. Được chưa? Hay là ví dụ như cô nói rằng là chương trình livestream cô Trang sẽ bắt đầu vào 8:30 tối thứ năm tối nay. Các bạn nghe giống sẽ là tương lai đúng không? Nhưng nó lại là hiện tại đơn. Vì đây là thói quen của cô rồi, lịch trình của cô rồi. Trong suốt thời gian này ngày nào cũng live cho các bạn vào tối thứ ba và tối thứ hai và tối thứ năm đúng không? Và 8:30 đấy. Thì các bạn sẽ thấy là nghe có chữ sẽ nhưng không phải cứ có sẽ là tương lai đơn nhá, mà cứ không phải cứ có đã là quá khứ đơn nhá. Thì đây là hai cái điểm hay lừa các bạn nha. Rồi, khi mà các bạn học thì ấy, thì đây là những cái chắc chắn các bạn phải tự đọc, tự nhớ rồi. Nhưng cô sẽ chỉ cho các bạn những cái mà các bạn phải lưu ý nhé. Cái phần nào mà cô bảo lưu ý thì các bạn lấy bút ra các bạn tô vào đi, hoặc là viết nó xuống đi. Đấy, thì cái phần đấy đi thi các bạn sẽ không bị mất điểm. Đó, là những cái bẫy ấy. Ok. Bài hôm nay dài, đây là cô phải kiểu tranh thủ. Nói thật là nhanh, nếu mà các bạn thấy cô nói nhanh quá thì các bạn sẽ nói nhá.
Buồn cười đây đấy. Này, lớp của tôi là lớp học tiếng Anh nhá, không phải lớp tìm người yêu trước Valentine nhá. Các bạn vào đây thả thính nhau chết rồi. Bảo học Hà Châu với Kim Anh này. Các bạn đang có deadline là tìm gấu trước Valentine đúng không? Nhưng mà sao sorry. Cô không có hỗ trợ các bạn trong việc đấy được rồi, cô chỉ hỗ trợ các bạn tăng điểm tiếng Anh được thôi. Cứ yên tâm học đi, học giỏi tiếng Anh rồi sẽ có người yêu nhá. Rồi, đấy thì hiện tại đây thì có mấy cái lưu ý cô nhắn các bạn như vậy nhá, là về cái cách thêm đôi is sau động từ và một số cách dùng nghe không có vẻ giống hiện tại đơn nhưng lại là hiện tại đơn. Đấy, các bạn lưu ý cho cô hai cái điểm đấy. Còn cái phần công thức này. Đấy, công thức của thì rồi. Đây, tất cả những cái đơn giản này các bạn phải tự nhớ cho cô nhá. Rồi, ok, đúng chưa? Đây, cái dấu hiệu nhận biết thì hiện tại đơn. Tô lên đây cho bạn nhìn một tí. Có những cái trạng từ chỉ tần suất như always này, usually này, đúng không? Đấy, sometimes này, nhớ là sometimes phải có s nha. Đấy, viết liền với nhau nha. Đấy, những cái từ như này rất là đầy đủ rồi, hoặc là everyday, và everyday phải viết tách nhá. Everyday viết liền là tính từ đấy các bạn ạ, viết tách mới là trạng từ. Đấy, rồi once a week, twice a year. Đấy, những cái cụm như vậy thì sẽ chia hiện tại đơn cho cô nha. Rồi, ok. Tiếp theo là thì hiện tại tiếp diễn. Như đã nói ở phía trước thì tất cả những thì tiếp diễn thì động từ phải thêm đuôi. Đuôi gì ạ? Đuôi ing đúng không? Cứ có tiếp diễn không dính dáng đến hoàn thành nhá. Cứ có tiếp diễn đã thì động từ phải thêm đuôi ing. Cứ có dính dáng đến hoàn thành thì là phải thêm đuôi ed. Thế bây giờ nếu mà có một cái thì kết hợp giữa hoàn thành và tiếp diễn thì làm thế nào? Ok, để dành câu hỏi đấy nhá, cho những bạn nào khó để trả lời. Tí cô sẽ chỉ cho các bạn. Thế nào các bạn? Tập trung vào bài của cô đây này. Đấy, thì tiếp diễn. Đây, thì tiếp diễn thì các bạn sẽ nhìn cho cô này. Cấu trúc nó rất là dễ. Chủ ngữ này, cộng động từ ở hiện tại. Cộng với động từ thêm đuôi ing. Xong, ok. Cách dùng thì đương nhiên là chỉ những việc đang xảy ra này. Diễn ra chung chung. Nhưng mà không nhất thiết phải xảy ra trong nói. Cô nói bảo là cô đang dạy tiếng Anh cho rất nhiều người. Lúc cô ngồi trò chuyện các bạn, cô có thể nói câu đấy và nó vẫn là hiện tại tiếp diễn. Đấy. Có một cái cách dùng của hiện tại tiếp diễn mà nhiều bạn hay bị nhầm với hiện tại đơn. Và đề thi để kiểm tra điểm 6,5 và điểm 7 của các bạn ấy vẫn có thể cho vào. Đây là cách dùng e. Đây các bạn lưu ý cho cô nhá, một cái bẫy rất là to đây này, đừng có rơi vào. Đây. Live này xem lại được không ạ? Cô vẫn sẽ để lại live, nhưng mà riêng phần lý thuyết, cái file lý thuyết cô đang dùng để dạy các bạn này thì chỉ những bạn nào mà xem live hôm nay đến cuối thì cô mới tặng được thôi. Rồi, đấy, hành động lặp đi lặp lại này gây sự bực mình khó chịu cho người nói. Những cái trạng từ thường dùng với cách này đó là always này, hay là constantly này. Đấy, nhìn nó rất là giống các cái trạng từ của hiện tại đơn, nhưng mà nếu hành động đó lặp đi lặp lại và gây bực mình cho người nói thì chúng mình sẽ chia hiện tại tiếp diễn. Nhớ nha. Nào các bạn nhớ cho cô cái cách dùng này chưa? Ví dụ bây giờ cô nói thế này này, các bạn sẽ xem cho cô thì này chỉ thì gì nhá. Cô nói câu này này. Tôi luôn luôn uống trà vào buổi sáng. À thôi, tôi luôn luôn hát vào buổi sáng. Câu của cô thôi. Tôi luôn luôn hát vào buổi sáng. Kiểu cứ sáng ngủ dậy là hát vu vơ vài câu ấy. Tôi luôn luôn hát vào buổi sáng. Thì câu đấy sẽ là thì gì? Thì gì nhỉ các bạn nhỉ? Nào, ôi các bạn không comment những cái không liên quan nữa. Cho cô biết câu đấy sẽ là thì gì nào. À, Ngọc Tâm đúng rồi, hiện tại đơn. Đúng rồi, Huy Đinh hiện tại đơn, chính xác. Thế nghe câu này này. Cô nói câu như này này. Tôi mới chuyển nhà đến. Hàng xóm của tôi luôn luôn hát vào buổi sáng. Ngày nào cũng hát. Chả hiểu sao ngày nào cũng hát, luôn luôn hát vào buổi sáng. Cứ mở mắt ra 5 giờ đã hát rồi. Nào. Thì sao ạ? Câu đấy là thì gì ạ? Đấy. Hàng xóm của tôi luôn luôn hát vào buổi sáng. Tôi chả ngủ được. Đấy, thêm cái câu tôi chẳng ngủ được đi. Câu đấy hiện thì gì? Có chữ luôn luôn nhá. Có chữ luôn luôn vào đấy rồi đấy. À, đúng rồi, tiếp diễn. Bởi vì sao? Cô khó chịu đúng không? Cô rất thích ngủ đến 9-10 giờ, mà trong khi hàng xóm nhà cô 5 giờ sáng đã bắt đầu hát ầm ầm rồi. Thế rất khó chịu đúng không? Đấy, các bạn thấy chưa? Vậy thì ví dụ, vẫn là cái động từ, à vẫn là cái trạng từ luôn luôn đó, always đấy,
Đấy, thế nhưng mà với cái câu mà tôi luôn luôn hát buổi sáng vẫn là hành động hát của cô thì hiện tại đơn thôi, nhưng cái câu mà là hàng xóm của tôi luôn luôn hát buổi sáng khiến tôi chẳng ngủ được thì nó lại hiện tại tiếp diễn rồi. Đấy, để cho mọi người chỉ cần nhớ cho cô những cái ví dụ đơn giản như vậy thôi, mọi người sẽ phân biệt được khi mà vào đề nhá. Ừ. Phàn nàn đúng không? Ok đấy. Thế nên đừng bạn nào sáng dậy 5 giờ ôn thi xong lại vui vui lên hát vài câu xong lại hát mấy bài kiểu ngân nga cao độ lên thì hàng xóm là phải dùng hiện tại tiếp diễn để mô tả đấy. Được chưa? Đấy thì nhớ cho cô nhá. Một cái cách dùng tiếp theo mà lẽ ra các bạn lại cảm thấy là phải sử dụng thì hiện tại tiếp diễn nhưng nó lại là hiện tại đơn. Đấy, cái phần này rất là hay, cô cũng phải lưu ý cho các bạn vì cái phần này hay xuất hiện trong đề thi. Cứ cái gì không hay xuất hiện trong đề thi nhá là cô sẽ gọi là pick ra chỉ cho các bạn luôn. Đấy, vì cô xem đề thi quá nhiều năm rồi, cô luyện đề nhiều rồi, cô biết là hay ra đề và cái gì hay bẫy các bạn. Đây, ví dụ câu này. Ừ. Đây, ví dụ như này. À, đây. Những cái động từ không sử dụng thì tiếp diễn, đó là những động từ chỉ nhận thức, tri giác hoặc sở hữu. Ví dụ như những cái động từ này, đấy, to be này, hay là see này, hear này, understand hay là know, like, want, vân vân vân. Ví dụ bây giờ chúng ta nói một câu như thế này nhá. Chúng mình nói một câu là tôi đang muốn gặp bạn. Cô nói với các bạn đấy, cô đang muốn gặp các bạn đây đấy. Cậu đang muốn cái gì nhỉ? Tôi đang muốn gặp bạn đây đấy. Rõ ràng trong câu của cô có chữ đang đúng không, và đang là hiện tại đấy. Này làm sao đấy, mặt cô buồn rười rượi đấy, thế cậu muốn cái gì? Tôi đang muốn gặp các cậu đây đấy. Đấy, trong câu trả lời cô có chữ đang và động từ muốn là want đúng không, nhưng mà không bao giờ cô nói cái câu là I am wanting to meet you. Không ai nói câu như vậy cả. Không wanting, không có dùng wanting. Chỉ có gì ạ? I want to meet you. Tôi muốn gặp bạn, thế thôi. Đấy. Vì cái động từ want là một cái động từ mà mình xếp nó vào trong cái bảng là nhận thức tri giác. Thế nên mình không thêm đuôi ing cho nó nha các bạn nha. Đó. Rồi. Rồi, được chưa? Các bạn hiểu chưa? Thế nhá, thì có hai cái phần của hiện tại tiếp diễn các bạn lưu ý cho cô nhá. Một là những cái cách dùng mà nghe giống hiện tại tiếp diễn nhưng lại không chỉ ở tiếp diễn là những động từ chỉ nhận thức tri giác. Và tốt nhất đó là học luôn cái động từ này đi vào bài thì né né cái tiếp diễn của những động từ này ra, được chưa? Thứ hai đó là những động từ mà những cái câu mà nghe có vẻ chia hiện tại đơn nhưng lại chỉ ở thì tiếp diễn là những câu dùng những cái trạng từ chỉ tần suất như thế này. Đấy, always các kiểu vậy nhưng lại mang nghĩa phàn nàn nhá. Xong thì tiếp diễn nha. Tiếp theo, đến thì quá khứ đơn. Những cái tỉ tiếp theo này nó cũng khá là đơn giản thôi. Này, đến quá khứ đơn thì các bạn lưu ý cho cô một chút ở quá khứ đơn. Đó là cái đây nhá, đầu tiên là cấu trúc quá khứ đơn thì các bạn nhìn các bạn nhớ rồi đúng không? Là động từ thêm đuôi ED hoặc là động từ ở cột cuối cùng, à cột thứ hai của bảng động từ bất quy tắc. Mình hay gọi là quá khứ đúng không, động từ dạng quá khứ đấy. Thế nên trong trường hợp này là phải học hết cho cô khoảng 200 động từ bất quy tắc rồi, được chưa? Ừ. Rồi được chưa? Rồi, tiếp nha. Bây giờ sẽ là cái thì đấy thì quá khứ đơn nó chỉ đơn giản như vậy thôi, không có gì cả. Những cái hành động đã xảy ra và đã kết thúc trong quá khứ thì cứ chia cho cô quá khứ đơn. Nói chung cái gì xảy ra rồi các bạn không cứu vãn được ấy thì chia quá khứ đơn. Đấy. Ví dụ này, bạn có đi concert của BTS vào tháng trước không? Có chữ last month, quá khứ rồi đúng không? Thì dấu hiệu nhận biết của cái chỗ này đó là đây. Đây đây, dấu hiệu nhận biết đây. Đây, last week này, month này, year này, hay là có những cái từ như kiểu ago này, hay là yesterday này. Đấy. Các bạn nhớ cho cô nhé, có cái dấu hiệu này thì thường nó sẽ là quá khứ đơn. Ok. Rồi, quá khứ đơn rất là đơn giản như vậy thôi nhé các bạn nhé. Lưu ý cho cô cái cách thêm đuôi ED sau động từ này, rồi những động từ bất quy tắc các thứ này. Rồi, ví dụ quy tắc thêm ED này. Ok, hay là động từ bất quy tắc này. Ừ. Rồi, lưu ý cái đấy nhá. Tiếp theo đến thì quá khứ tiếp diễn. Nào, nhìn vào đây nào. Các
Các bạn ơi, cô có nhiều page lắm. Nếu mà Khải Minh ơi, cái page 1 triệu follow ấy, cái page đấy là cô chia sẻ những tài liệu tiếng Anh cũng nhiều, nhưng mà nếu mà các bạn nhưng mà cô lại không sử dụng cái page đấy để live ngày hôm nay. Các bạn muốn lấy file thì các bạn xem đến cuối video nhá, rồi cô sẽ cho các bạn biết là inbox page để nói như thế nào để lấy file nhá. Được chưa? Ok. Inbox thì phải inbox vào page, là tiếng Anh cô Kiều Trang nhá. Rồi tiếp tục này, thì quá khứ tiếp diễn. Quá khứ tiếp diễn thì động từ nó phải thêm doing, đúng chưa? Đã là tiếp diễn thì động từ thêm doing, thế thôi. To be thì nó phải, thì quá khứ thì nó phải là was hoặc là were. Đấy. Được chưa? Cái này cũng rất là dễ. Với thì quá khứ tiếp diễn thì có một cái cách dùng cô muốn lưu ý với các bạn một chút. Đây, là nếu hai hành động xảy ra này trong quá khứ, một hành động mà xảy ra, đang xảy ra và có hành động xen vào, thì hành động đang xảy ra mình chia quá khứ tiếp diễn và hành động xen vào mình chia quá khứ đơn. Ví dụ như câu là cô Trang đang say sưa, à cô Trang đã đang say sưa giảng bài cho học sinh thì mất điện. Đấy, thì cái hành động mà cô Trang đã đang giảng bài cho học sinh sẽ là quá khứ tiếp diễn và hành động mất điện là quá khứ đơn. Được chưa? Đấy. Hoặc cái cách dùng là hai hành động xảy ra song song đồng thời, chẳng có cái gì xâm phạm cái gì cả. Kiểu như là trong lúc cô Trang đang say sưa giảng bài cho học sinh, đã đang nhá, thì học sinh của cô Trang lại đã đang xem tin Hyun Bin kết hôn. Đấy, hai hành động xảy ra chả cái nào liên quan đến cái nào cả, song song với nhau luôn. Ok, được chưa? Ok, xong. Đấy, xong nhá. Nhớ cho cô cái cách dùng đấy. Và nhớ luôn cái cách dùng này. Hành động lặp đi lặp lại trong quá khứ gây khó chịu cho người nói. Cái này thì nó rất giống với thì hiện tại tiếp diễn. Chỉ có điều đó là thuộc về quá khứ. Thế thôi, mọi người cứ nhớ được. Cơ bản là các bạn nhớ được các thì đơn ấy, thì các thì tiếp diễn nó cũng, thì các cái thì quá khứ nó cũng, sorry, nếu các bạn nhớ được các thì hiện tại thì các thì quá khứ nó rất giống như vậy luôn nhá. Rồi. Tiếp theo. À đấy, vẫn không sử dụng thì tiếp diễn với các động từ chỉ nhận thức chỉ ra nhá, dù là hiện tại hay quá khứ hay là tương lai vẫn không dùng nhá, nhớ cho cô. Rồi. Rồi tiếp theo tương lai đơn. Khi nói về tương lai đơn thì chúng mình phải phân biệt giữa tương lai đơn và tương lai dự định một chút. Nào, bây giờ thì các bạn nhìn vào đây cho cô tương lai đơn nhá. Đây, tương lai đơn đây thì sẽ sử dụng will cộng với động từ. Đơn giản như vậy thôi. Đấy, rồi. Tương lai đơn thì chỉ đơn giản là diễn tả một hành động sẽ xảy ra trong tương lai. Đó, thế thôi. Hoặc là diễn tả một dự đoán, một ý kiến của một người về một điều gì đó trong tương lai và thường là không có căn cứ mấy. Kiểu như cô nói là cô nghĩ là mai trời mưa đấy. Thực ra cô chưa xem dự báo thời tiết, cô chỉ cảm thấy như thế thôi. Tức là một cái dự đoán mang tính cảm quan của mình thì người ta dùng tương lai đơn nhá. Đấy. Rồi đây, đưa ra lời yêu cầu, lời đề nghị, lời mời cũng dùng tương lai đơn. Đấy. Các trạng từ thường dùng với tương lai đơn rất là dễ nhìn đây, một loạt các trạng từ, các bạn học cho cô những trạng từ này. Nhưng vấn đề là những cái trạng từ này là hay dùng cho các thì tương lai luôn. Bởi vì tương lai dự định cũng dùng những cái trạng từ như thế này. Đấy. Rồi, ok. Rồi, đây kéo tiếp cho các bạn. Chúng ta sẽ phân biệt tương lai đơn với tương lai dự định. Đấy, tương lai dự định thì sẽ có là, hay mình hay gọi là cấu trúc gì ạ? To be going to cộng với động từ ở dạng nguyên thể đấy. Thế đó là tương lai dự định. Được chưa? Ôi, cô update nhanh thế. Rồi, từ từ. Nào, chúng mình tiếp tục vào đây nhá. Mọi người tập trung vào cái phần thì này nhá. Phần thì hôm nay cô dạy thôi. Cái khóa này là một cái khóa free, nhưng mà cô đảm bảo với các bạn, cô sẽ dạy cho bạn rất là kỹ ở những cái phần kiến thức sẽ xuất hiện trong đề thi nhá. Và cái phần này thì không có trong sách. Nó là lý thuyết ở của lớp offline của cô và cô chia sẻ thêm với các bạn. Thế nên là các bạn có thể hoàn toàn sử dụng cái này và rất là tin tưởng vì nó là tài liệu chuẩn là một. Thứ hai là sau này khi vào khóa live tổng ôn của cô, giai đoạn nước rút của cô ấy, khóa live nước rút của cô, khóa 10 buổi cho các bạn mất gốc ấy, lên 6, 7 ấy, thì lúc đó có thể là cô sẽ sử dụng
những cái bài mà nâng cấp hơn của những cái tài liệu này đấy, nên là các bạn muốn học cái khóa đấy thì phải học cái khóa này nha. Tức là các bạn muốn đăng ký và được học cái khóa là nước rút của cô ấy, khóa 10 buổi ấy, mà học phí 30.000 một buổi, tổng khóa 300 ấy, thì các bạn bắt buộc phải học cái khóa free này và phải xem những cái tài liệu cô đã dạy này, bởi vì những cái bài quan trọng này thì trong cái khóa kia cô sẽ không dạy lại nữa nha, nên các bạn phải tập trung vào đây nha. Kim Anh phấn khởi cái gì mà không học nổi luôn vậy? Phấn khởi cái gì vậy? Khổ quá. Cô có chồng chưa cô? Trời ơi, tôi còn chưa có người yêu nè. Tiếp tục nào. Dành cả thanh xuân để đi dạy học. Nào, nên là các bạn hãy tập trung vào. Rồi, tiếp tục nhá. Thì tương lai dự định thì nó sẽ khác thì tương lai đơn ở chỗ là đây, các bạn nhìn cho cô đây. Diễn đạt một dự định sẽ được thực hiện trong tương lai gần hoặc một quyết định có sẵn. Đấy, khác nhá. Trong khi phía trên tương lai đơn là diễn đạt một quyết định bộc phát có thể ngay tại thời điểm nói, quyết định như vậy thôi. Kiểu như bây giờ các bạn hỏi cô là: "Cô ơi, cô ngày mai cô hát cho em nghe nhá." Xong cô bảo: "Ở mai cô sẽ hát cho các bạn nhá." Tức là một cái quyết định ngay tại thời điểm nói thôi, bộc phát thôi, cô chả có dự liệu, chả có kế hoạch gì cả cho cái việc đấy cả, chưa có luyện hát, chưa có gọi là chưa có một cái kế hoạch gì cụ thể đấy, kiểu thế. Thế nhưng ví dụ với tương lai dự định, cô sẽ có một dự định là khi các bạn đỗ đại học, cô sẽ hát tặng các bạn. Khi mà cô nói câu đấy, có thể là cô đã tự có một cái dự định rồi, cô đã chuẩn bị bài hát rồi, cô đã đi thu âm rồi, thậm chí là quay album rồi, đấy, kiểu như vậy. Nó là một cái dự định rất rõ ràng, có kế hoạch chuẩn bị rồi thì người ta dùng tương lai dự định. Tóm lại là cái chữ dự định nó đã cho các bạn hiểu là những cái gì có kế hoạch, có dự định, có dự tính thì chỉ ở tương lai dự định nha. Đấy, và một cái cách dùng khác biệt giữa tương lai đơn và tương lai dự định đó là, ví dụ cô nói rằng tôi nghĩ trời sẽ mưa ngày mai, thì câu đấy chỉ đơn giản là tương lai đơn thôi. I think it will rain tomorrow. I think, có chữ I think, tôi nghĩ rằng tương lai đơn. Thế nhưng ví dụ cô bảo là này, tôi xem bản tin dự báo thời sự rồi đấy, dự báo là ngày mai sẽ mưa, thì cô sẽ nói câu đấy là it is going to rain tomorrow. Đấy, tóm lại là một cái phán đoán của mình, nhưng mà dựa trên những cái căn cứ, những cái dữ liệu thì mình lại dùng tương lai dự định nha. Thì đấy là cái trong bài thi hay lừa các bạn thôi đấy, cô phân biệt cho các bạn hai cái cách dùng đó. Và đã là tương lai dự định ấy, thì luôn luôn cấu trúc nó phải có going to nha các bạn nha, luôn là to be phía trước và có going to và động từ ở dạng nguyên thể đó. Gì đấy. Rồi, được chưa? Bây giờ chúng mình đi nhanh qua các thử hoàn thành nào và hoàn thành tiếp diễn. Trước khi đi qua thì hoàn thành và hoàn thành tiếp diễn thì chúng mình đi chữa luôn cho cô. Đây, chữa luôn cho cô cái này nhá. Đây. Ok, rồi. Đây, rồi, ok, nào. Làm luôn nhanh mấy câu đầu để luyện tập cái phần vừa học luôn. Cái phần hôm nay hay ở cái phần là sự hòa hợp giữa các thì ấy, thế nên chúng mình phải đánh nhanh thắng nhanh ở cái phần là các thì này đã, để chuyển sang cái phần hòa hợp nha. Nào, được rồi. Câu đầu tiên. Đáp án là gì đây? Đây các bạn, cô lại có đáp án luôn đây, bởi đây nhá, cái câu này nhá, các bạn sẽ nhìn thấy là có đây, ví dụ như là luôn đều đang động từ ở dạng là verb ing rồi, tức là đây là một thì tiếp diễn rồi đúng không? Thì ở đây thì chúng ta chỉ cần căn cứ xem nó là thì hiện tại tiếp diễn hay là quá khứ tiếp diễn đó, được chưa? Hay là thậm chí là gì ạ, quá khứ hoàn thành tiếp diễn, và mình xem nó là cái gì nhá. Rồi, đây 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 đây, à đây, câu này mình nhìn nhanh mình sẽ thấy có một cái từ là ở đây là are. Đó, thế nếu mà là are thì tức là dấu hiệu của thì hiện tại rồi, đúng không? Thế thì chúng mình phải loại luôn đáp án là C và D đi, vì C và D là hoàn thành, à quá khứ hoàn thành này, tiếp diễn này và quá khứ tiếp diễn. Quá khứ thì thôi bỏ qua luôn, vì ở đây chúng mình có cái chữ gì ạ? Are. Thế thì nó phải là các thì hiện tại, đúng chưa? Vậy bây giờ nó là A hay là B? Thì cái câu này nó hơi khó một chút xíu, là cô lại còn nhấn nhá thêm một ít kiến thức của sự hòa hợp chủ vị. Đấy, tức là đến đây thì không còn phải là kiến thức về thì nữa, mà đến cái A và B này, chọn giữa hai cái này thì nó sự hòa hợp chủ vị. Tức là đây là một câu kết hợp của hai loại kiến thức, thì và sự hòa hợp chủ vị. Đấy, thì ở đây các bạn sẽ nhớ cho cô là chủ ngữ mà là the number of thì cộng danh từ số nhiều, thì động từ sẽ chia cho cô ở ngôi ba số ít nhá. Cái cách nhớ là như thế này này,
chúng ta sẽ có hai cái cụm, đó là the number of và a number of. Thì cứ cái the, chữ the nó dài hơn chữ a đúng không? Đây, ý của cô là như thế này. Đây, the number of và a number of. Hai cái này thì chúng mình đều cộng với danh từ được ở dạng số nhiều. Thế thì cái nào đi với động từ dạng số ít và cái nào đi với động từ dạng số nhiều đây? Thì nhớ cho cô nhá. The number of thì các bạn dùng cho cô là động từ số ít. Còn a number of thì lại dùng cho cô là động từ số nhiều. Cách nhìn nhá là the dài hơn nhưng mà ít. Còn a ngắn hơn nhưng mà nhiều. Đấy, đấy là mẹo để chúng ta nhớ khi mà hai cái cụm nó rất là giống nhau. Đấy, được chưa? Ừ. Thế thì ở đây chúng mình nhìn nhanh, chúng mình nhìn thấy ngay cái cụm là gì ạ? The number of ở đây rồi thì chúng mình dùng động từ số ít thì là to be, số ít thì nó là is. Vậy đáp án là B. Ok chưa? Xong nhá. Rất là dễ đúng không? Rồi. Rồi, câu 2. Câu 2 này. Cái báo cáo gần đây thì gì đấy đúng không? Đấy thì ở đây các bạn sẽ thấy là cô lại có cái chữ gì ạ? Sẽ này. Cộng với mệnh đề. Đấy. Cộng với một cái mệnh đề tức là câu ở dạng là câu tường thuật. Đấy. Và chúng mình thấy sẽ nó ở thì quá khứ đơn. Thế nên cái mệnh đề sau nó, đây là kiến thức liên quan một chút tới tới câu tường thuật rồi. Thì vì cái động từ set ở quá khứ đơn, thế nên những cái động từ phía sau nó chắc chắn là các bạn phải lùi thì. Mà đã lùi thì không thể nào mà tồn tại hiện tại được đúng không? Hiện tại mà lùi thì phải thành quá khứ rồi. Đúng chưa? Tương lai mà lùi thì phải thành gì ạ? Would rồi, chứ không thể nào mà thành một cái câu mà là hiện tại đơn hay là hiện tại tiếp diễn được. Đấy. Thế thì các bạn có thể loại luôn được đáp án A và đáp án B khi nó đang ở thì hiện tại. Nào, cô giải thích các bạn thấy dễ hiểu chưa? Rồi, thế bây giờ chỉ còn đáp án C và đáp án D thôi. Thế thì ở đây các bạn sẽ thấy là đáp án C là đáp án chính xác. Bởi vì cái D này này là có lẽ might have cộng với động từ ở dạng quá khứ phân từ 2, nó là có lẽ đã gì gì đấy trong quá khứ. Có lẽ có đấy, có lẽ đã làm cái gì đó trong quá khứ. Nó không phù hợp với nghĩa câu này. Câu này đơn giản nó chỉ là như thế này. Nói về, tức là câu này là nói về một cái báo cáo một cái số liệu gì đấy. Nhưng vì nó được chia ở thì à nhưng mà vì nó là câu tường thuật thế nên động từ nó phải lùi thì. Mà thường thì báo cáo hay nói gì ạ? Dự đoán năm bao nhiêu gì gì đấy, sẽ gì gì đấy đúng không? Kiểu sẽ. Đấy sẽ có chữ sẽ. Thì với câu tường thuật thì cái chữ sẽ đấy nó được lùi thì đi thì wow cộng với cái gì đấy nó sẽ trở thành would. Đấy, tức là với câu khi mà lùi thì nhá, câu tường thuật thì will sẽ thành, lùi thì nó sẽ thành would. Thế thôi, thì đáp án sẽ phải là C mới đúng, đúng không? Bình thường cái câu này nếu mà nó không phải là ở dạng tường thuật ấy thì nó chỉ đơn giản là gì ạ? Đấy, natural rubber will grow. Đấy, đúng không? Nó sẽ chỉ là will grow. Thế này thôi, đúng chưa? Nhưng vì nó ở câu tường thuật nên nó phải trở thành là would grow. Ok. Rồi nhá, vậy là câu 2 là như thế. Rồi, bây giờ các bạn xem với câu 3 nhá. Xem câu 3 nào, nó là đáp án là gì nào. Đây. Ở đây các bạn sẽ nhìn, các bạn sẽ thấy có đáp án B và đáp án C. Nó lại là động từ thêm đuôi ED. Xong lại có dấu hiệu là gì ạ? Lại có been này, lại có being này, lại có to be nữa này. Đấy. Thì đây là dấu hiệu của câu bị động này. Đấy. Rồi. Đấy. Bạn nào mà tinh ý đâu có thể loại luôn là đáp án B và đáp án C rồi này. Ừ. Bạn nào chưa loại được thì cũng không sao cả. Thì bây giờ mình xem câu một chút nào. Rồi câu này chúng mình tạm giờ các bạn nhìn thấy có chữ nào, bản thân câu trong bốn đáp án đều có chữ nào đúng không? Đấy, thế nếu mà câu mà có chữ nào thì đây là dấu hiệu nhận biết rất rõ ràng của thì gì nhỉ? Hiện tại tiếp diễn, quá dễ rồi đúng không? Nào là dấu hiệu nhận biết của hiện tại tiếp diễn. Đấy, thế thì chúng mình phải chọn đáp án là gì ạ? Hiện tại tiếp diễn thì trong bốn đáp án này chỉ có gì thôi ạ? À, là hiện tại tiếp diễn và ở dạng chủ động thôi. Đấy. Không cần có bị động đâu. Trong câu này chúng mình dịch ra nhé là các nhà đầu tư vào các dự án điện gió. Đấy. Các nhà đầu tư investor đấy vào các dự án điện gió thì đang chạy đua cái gì gì đấy, đâu có phải bị cái gì hay được cái gì đâu đúng không? Chủ động thôi. Rồi xong nhé.
Bạn Nguyễn Đức Hoàng bảo là giữa tuần rồi chưa thấy sách cô về. Các bạn ơi, sách đang được giao rồi nhé. Thì có thể là trong cuối tuần này hoặc cùng lắm là đầu tuần sau thì sẽ đến tay các bạn thôi. Nhá, các bạn cứ yên tâm là sẽ có sách đến tay các bạn. Và nếu mà trong lúc đấy mà các bạn bị nóng lòng quá thì thôi các bạn học cùng với cô livestream nhá. Bởi vì sau livestream ngày hôm nay cô sẽ có 50 câu bài tập về nhà, về các thì và sự hòa hợp giữa các thì cho các bạn làm. Đấy, thế nên yên tâm là kiểu gì cũng có cái để làm thôi. Mục tiêu là chúng mình phải chiến đấu hết cái bọn thì này để đi thi không mất điểm về thì nha các bạn nha. Kim Anh Huy Minh kết hôn ạ. À? Đúng rồi, anh ấy vừa thông báo là sẽ kết hôn. Cặp đôi của Hạ Cánh Nơi Anh đấy. Trời ơi các bạn, hờ hững thế à? Hờ hững với lại idol như vậy à? Nghe tin Huy Minh đi kết hôn một cô buồn hết cả người đây. Lý Đạt bảo ui bị động rồi lại phải dịch. Rồi câu này nếu mà các bạn có một cái mẹo để nếu mà chúng mình nhìn và chúng mình không biết là bị động hay chủ động nhá, thì mình để ý một tí. Đó là investor, thì mình hiểu nghĩa của cái từ này đi. Nó là gì ạ? Nhà đầu tư. Cái từ này nó bắt buộc phải biết. Nhà đầu tư nhá. Đấy, invest. Nhớ cho cô cái động từ invest là đầu tư của cái gì. Đấy. Và thấy một cái chữ gì ạ? Đây. To complete. Để hoàn thành. Nhà đầu tư làm cái gì đấy để hoàn thành thì nó sẽ là dạng chủ động, tức là chúng tôi cố gắng hoặc là chúng tôi làm cái A, cái B, cái C để hoàn thành cái gì đấy, chứ không phải là bị động. Đó, được chưa? Ừ. Chứ không nhất thiết là các bạn phải phải dịch đâu, phải dịch hết cả câu đâu, nhìn vào những cái keyword thôi. Đây, keyword. Ok. Đấy, rồi. Rồi, tiếp nhá. Câu 4. Rồi, câu 4, các bạn nhìn vào đây các bạn sẽ nhìn thấy có một cái từ đó là gì ạ? Rất là hay đã có chứ. Last month. Cô vừa mới dạy ở thì quá khứ đơn, dấu hiệu nhận biết của quá khứ đơn đây đúng không? Last month, last year, last week. Quá khứ đơn đúng không? Yesterday đấy, mấy cái từ đấy, đấy anh em họ hàng nhà nó. Đấy, nhìn thấy mấy cái từ này rồi, thế thì nó quá khứ đơn. Mà đã quá khứ đơn thì thôi nhanh nhanh chóng chóng là loại gì ạ? Loại A, loại B, loại D đi luôn đúng không? Vậy đáp án chỉ còn có thể là C thôi. Quá đơn giản luôn, câu 4 đúng là một câu cho điểm. Đây, được chưa? Câu hỏi bị cao à? Được rồi, đúng không? Đúng rồi, cô hay bị kéo nó bị cao một chút. Đấy. Đấy, thì đáp án chỉ có thể là 4C thôi. À, cô kéo cao lên tí à? Các bạn nhìn thấy chưa? Nhìn thấy rồi, đúng không? Tiếp nha. Câu 5. À, câu 4 cô sẽ dịch cho các bạn một chút. Là tính đến cuối tháng trước thì có phải có khoảng hơn 3,37 triệu tài khoản chứng khoán. Theo số liệu nhá, according to cái gì đấy là theo, dựa theo cái gì đấy nhá. Học cho cô cái cụm nhá, according to báo hoặc là TV hoặc là kênh truyền hình gì đấy thì là theo, dựa theo nguồn gì đấy. Đấy, của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam. Đấy. Cô biết là có những bạn lớp 12 mà thậm chí rất là giỏi đã có bắt đầu chơi chứng khoán rồi cơ. Kiểu hiểu về đầu tư chứng khoán ấy. Rất là giỏi. Rồi chúng mình thôi tạm thời bỏ qua chứng chủng các thứ nha, tập trung vào đây đã vậy. Chưa đầu tư chứng khoán là không sao, nhưng phải đầu tư tư cho tiếng Anh nha. Ừ, muốn comment đáp án mà cô có đáp án luôn à? À, thế những câu sau cô sẽ không kéo đáp án cho bạn xem nhá. Đấy, cô để đáp án luôn ở đây cho bạn nhìn cho dễ. Tại vì cái này nó sẽ lấy ra đấy, giống như là cái bài trong sách của cô, bao giờ cô cũng sẽ có cái phần đáp án kỹ chi tiết một chút. Cái file này sẽ là file cô gửi cho các bạn ở cuối live đấy các bạn. Thấy không? Chứ nếu mà cô không làm cái đáp án chi tiết này, cô chỉ gửi cho các bạn cái đề thôi. Chẳng may lúc các bạn xem livestream của các bạn quên mất, không không để ý thì phí thôi. Đúng rồi, đầu tư tiếng Anh mới có đáp án. Rồi, đúng rồi, Đức Hoàng bảo đúng. Các bạn có thể comment đáp án của các bạn và các bạn tính toán làm sao nó ra cái đáp án đấy. Tức là các bạn không cần phải nhìn vào cái phần giải thích của cô nhé. Các bạn có thể hoàn toàn comment xem là lý do vì sao mà em chọn đáp án đấy. Một lần comment nó sẽ nhớ rất là nhiều. Cô vừa giảng, các bạn vừa comment, các bạn vừa suy nghĩ về cái đáp án đấy thì nó cực kỳ nhớ luôn, rất hiệu quả luôn. Rồi nhá. Nào, cố lên, cố lên, cố lên. Đấy, thì cái câu 5. Câu 5. Câu 5 của cô đâu rồi? Đây, câu 5 đây. Đấy. Này,
Rồi các bạn phải nhìn câu 5 thì các bạn lại phải phải dựa vào nghĩa một tí để xem nó là câu chủ động hay bị động. Đấy. Vì nó còn có hai vị trí cần điền. Đấy. Kéo cho các bạn xem luôn nhá. Ừ. Đầu tiên các bạn sẽ nhìn thấy có chữ last weekend là cuối tuần trước. Thế nếu mà nó là cuối tuần trước nhìn thấy có chữ last weekend đầu tiên nhá, nhìn thấy cái này thì thôi cái đáp án A loại luôn vì có will tương lai loại đúng chưa? Loại luôn. Đấy. Thế bây giờ chỉ có thể là B, C hoặc D. Thì cái từ này, đấy, cái này có ED không này? Cái này thì nó có will. Vậy thì bây giờ muốn biết là B hay là C hay là D thì phải xem nó là chủ động hay bị động tí. À. Ừ. Thế thì nhá, bây giờ mình xem này. Rất là nhiều người Hà Nội, người trẻ Hà Nội thì làm gì ạ? Đổ xô đến chạy đến các quán cà phê, tự chạy đúng không? Người Hà Nội tự chạy. Đấy, thông thường chủ ngữ mà là người và cái phần phía sau ấy nó không có mang nghĩa là bị hay là được cái gì ấy thì các bạn sẽ chọn cho cổ dạng chủ động. Đấy, mà nó là chủ động rồi thì chúng mình bỏ qua đáp án D luôn, vậy thì chỉ có thể đáp án là B hoặc là C nữa thôi. Rồi. Thế thì cái phía sau nó là thêm ED bình thường quá khứ hay nó là quá khứ ở dạng bị động thì chúng mình lại phải xem tiếp câu sau. Rồi, sau khi mà cái gì ạ? Sau khi mà chính quyền dỡ bỏ lệnh cấm ăn uống tại chỗ, đấy, bây giờ là cho ăn uống tại chỗ bét nhè rồi đúng không? Thế thì chính quyền họ tự gỡ chứ họ không bị hay được cái gì cả. Đấy, vậy thì cũng là chủ động. Vậy câu này đáp án B là đáp án đúng. Ok. Đúng rồi, được chưa? Đấy, vậy là câu này xong, câu 5 xong nhá. Rồi, câu 6. Cô đang không để đáp án cho các bạn đoán đáp án. Câu 6. Một xíu đáp án. Được chưa? Câu 6. Đây, kéo một tí. Đây, đây nha. Cô sẽ kéo câu 6 một tí nhá. Để các bạn không nhìn thấy đáp án nhá. Các bạn chọn đáp án cho nó được vui vẻ nhá. Được chưa? Câu 6 đây. Nào, bây giờ câu 6 đáp án là gì cả lớp mình ơi? Các bạn đang kêu là cô cho đáp án luôn rồi làm em bị lười, em không một comment, em không một nghĩ nữa thì đây. Thỏa theo nguyện vọng câu 6 không cho đáp án nữa để các bạn comment đáp án cho cô. Câu 6 đáp án là gì nhỉ? Cô che mất đề á? Cô lại che mất đề rồi à? Đây kéo lên tí nữa nhá. Chết thế các bạn nhìn thấy đề mất. Tại vì là cái màn hình của cô và các bạn nó hơi khác nhau á. Chưa thấy đề à? Vẫn chưa thấy đề à? Chết rồi. Cái phần màn hình cô thì thể hiện rõ rồi. Nhưng trên cái OBS này thì nó sẽ che mất cái đầu và cái đuôi một tí. Nào bây giờ cô ngồi dịch ra à? Ôi thôi chết rồi, cô che hết cả đấy. Ok. Khổ thân tôi bị học sinh đuổi. Vẫn bị che đây này. Vẫn phải kéo lên tí nữa. Dòng A tức là bị lùi mất một dòng, hai dòng, ba dòng. Ok, mình thêm ba dòng nữa là được. Một dòng, hai dòng. Ok, đấy. Đây. Đáp án là gì ạ? Tôi phải chúi đi đây. Ôi đau, đau, đau cổ quá, không thể tiếp tục ngồi xuống như thế được. Nào, xem đáp án là gì đây. Rồi ạ. Đẹp rồi cô. 6, à đây, Phi Hiển và 6D. Ok rồi ạ. Khải Minh, D sai thì thôi. Đương nhiên sai thì thôi, chứ không thôi thì để làm gì. Mạnh Cường D. À, rất nhiều bạn chọn D quá khứ đơn. Rồi các bạn đều chọn 6D đúng không? Nói chung hôm nay là các bạn đều hiệp lực chọn đáp án D. Vậy đáp án đúng là gì? Quá là dễ, câu này quá là dễ. Bởi vì sao ạ? Đây lại là một câu có dấu hiệu nhận biết của quá khứ đơn. Vì nó có cái cụm là in 1993 là một cái mốc thời điểm trong quá khứ, đúng chưa? Ừ. Là một việc đã xảy ra vào cái năm 1993 mà bây giờ năm 2022 rồi, đúng không? Rất nhiều năm về trước rồi nên nó phải là quá khứ đơn.
Câu quá dễ luôn. Đấy, câu tặng điểm cho các bạn. Rồi. Xong. Quá dễ. Tiếp. Rồi nhá, vậy là chúng mình vừa mới luyện tập một chút giữa các thì hiện tại đơn, hiện tại tiếp diễn, quá khứ đơn, quá khứ tiếp diễn. Rồi bây giờ xem thử một câu nữa đi. Một câu cuối đi. Mèo nhà cô vừa kêu. Mèo nào? Câu 10 đi, các bạn làm cho cô câu 10 đi. Đấy, các bạn làm cho cô câu 10 đi. Xem câu 10 đáp án là gì. Vẫn chưa nhìn hết hết là đáp án nhỉ? Cô kéo cho các bạn thêm một dòng nhé. Lại bị che rồi. Kéo cái này run tay ghê. Thôi, lộ đáp án luôn rồi. Một lần lầm lỡ, trong một lần kéo lầm lỡ, lộ luôn đáp án C. Thôi là rồi, đã lộ đáp án nhưng mà các bạn có thể giải thích cho cô xem tại sao nó là C mà không phải là A, B hay là D. Tại sao nhỉ? Em không nói là em thấy C đâu. Em thấy nó bán C rồi. Chắc là mình không cần phải đi luyện thêm về chuyên môn sư phạm nữa, phải luyện thêm về chuyên môn kéo thả để kéo cho được chuẩn xác hơn. Rồi, đúng rồi, Phí Hiển. Need cộng to verb là chủ động. Đúng rồi. Đây thì tặng các bạn luôn cái phần này. Các bạn, đây các bạn nhìn cho rõ nha. Đây. Đấy, thì với need có nhiều bạn sẽ bảo luôn là A sai luôn, tại vì sau need không bao giờ có động từ thiếu niên ing, như thế là em sai chứ không phải là A sai. Bởi vì gì ạ? Sau need có thể là động từ thêm nuôi ing được hoặc có thể động từ là to verb được. Lý do là nếu mà động từ thêm nuôi ing ấy thì nó có nghĩa là bị động, là cần được làm gì. Ví dụ cô nói rằng là my hair needs cutting, nghĩa là tóc của tôi cần được cắt. Câu đấy hoàn toàn đúng nhá. Đấy. Còn nếu mà cô dùng need cộng to verb thì có nghĩa là cần làm gì ở dạng chủ động thôi. Đấy, ví dụ như là cô bảo là cô cần phải nói rất là nhiều để giải thích cho các bạn. Đấy, cô phải thuyết trình nhiều đấy. Thì cô sẽ nói là I need to talk a lot. Cô cần phải nói rất là nhiều luôn. Chưa? Thì đây là có một cái kiến thức rất là hay về need nên muốn tặng các bạn luôn. Đó, ok. Rồi, xong nhá. Bây giờ chúng mình sẽ quay trở lại với phần lý thuyết. Đây rồi. Rồi, quay trở lại với lý thuyết. Hoàng Đức. Rồi, cảm ơn các bạn rất nhiều. Nhân đây cô giải thích luôn. Nhân đây cô nhắc luôn các bạn một vấn đề nhá. Đó là bởi vì các bạn mà có rất là nhiều bạn đã đăng ký cái khóa chạy nước rút của cô Trang, khai giảng vào khoảng 15 tháng 3. Đấy, tức là còn hơn một tháng nữa là khai giảng rồi, có rất nhiều bạn đăng ký. Và các bạn cũng biết là cái sự nghèo neo đơn về các bạn trợ giảng của cô là chỉ chuyên làm các công tác về chuyên môn là chính thôi. Và có mỗi bạn Dung là trợ lý của cô để giúp cô tổ chức lớp học rất là nhiều thứ, thì đợt này bạn ấy bị overload vì cái lượng đăng ký bị nhiều. Thế nên những bạn nào đã đăng ký rồi thì hãy chủ động nhắn cho chị Dung nhá để hoàn thành cái thủ tục đăng ký nha. Đấy. Chứ các anh chị ấy sẽ không thể gọi điện hết cho các bạn ở đâu vì bị nhiều quá ấy. Đấy thì chị Dung có nhờ cô gửi một lời đấy để các bạn là như thế, là các bạn ơi, những bạn nào mà mong muốn học, những bạn nào đã đăng ký rồi hoặc những bạn nào còn đang mong muốn học thì hãy chủ động là nhắn cho chị Dung. Chủ động nhắn cho chị Dung à, hay là chủ động chuyển khoản nhỉ? Từ 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 nha, cô đọc xem tin nhắn của chị gửi là gì đã. Đây 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 chủ động chuyển khoản học phí và gửi lại cái màn hình chuyển khoản cho chị Dung để chị ý sắp xếp vào danh sách. Đấy, chị Dung nhắn cho các bạn như vậy nhá.
Tức là những bạn nào mà đang mong muốn đăng ký lớp học mà chưa kịp đăng ký thì nhắn cho chị Dung để đăng ký. Những bạn nào đã đăng ký với chị Dung rồi thì hãy chủ động chuyển khoản và chụp lại cái màn hình chuyển khoản và gửi cho chị Dung để chị ý đưa các bạn vào danh sách. Chứ chị ý sẽ không giục lại các bạn kiểu cái em ơi cái mà gì gì đâu. Chúng chị Dung cũng cô sợ chị ấy lắm. Chị ý bảo sao cũng nghe vậy thôi. Tăng lương chị Dung đi cô. Cô sang mượn thẻ đạt thêm mấy anh chị về làm. Trời ơi. Ôi, dạy học nghèo lắm bạn ạ. Lấy đâu ra tiền mà trả cho thêm mấy anh chị thì chắc là cô bán nhà để dạy học quá. Nào, Phạm Minh Đức nói bé bé thôi. Đã nói đúng còn nói to này. Dung mà nó nghe được là mai nó đến kỳ kèo bắt cô tăng lương thì chết đấy. Thôi được rồi, nào thôi cô chỉ cần biết là tập trung vào chuyên môn của cô là được rồi, đúng không? Chuyên môn của cô là cần phải dạy tiếng Anh cho các bạn thật là tốt. Ừ. Thì cô sẽ làm cái việc đó. Còn tất cả những việc khác thì cứ để các anh chị lo đi. Ừ. Rồi bây giờ chúng mình sẽ học lý thuyết của phần này nhá. Đâu lý thuyết đâu rồi? Lý thuyết đâu rồi? Quê quê quê. Ok, đây. Bài lý thuyết đây. Chúng mình sẽ bắt đầu với các thì hoàn thành và hoàn thành tiếp diễn. Đấy. Ôi tự nhiên bị cái gì vào mắt ạ? Rồi các thì hoàn thành tiếp diễn thì trong này sẽ có thì hiện tại hoàn thành. Nào các bạn nhìn vào đây nhá. Hiện tại hoàn thành thì cấu trúc của nó là cộng với have hoặc là has và cộng với động từ dạng phân từ hai hoặc là động từ dạng verb thêm ed, được chưa? Thì hiện tại hoàn thành là một từ rất hay xuất hiện trong đề thi, thế nên các bạn phải nhớ cho cô nhé. Đọc comment các bạn buồn cười quá, không tập trung dạy được. Thôi các bạn hãy comment về cái liên quan đến kiến thức đi, ví dụ hỏi cô câu như là cô ơi dấu hiệu nhận biết hiện tại hoàn thành là gì, rồi các bạn đã hỏi mấy cái đấy đi để cô kiểu được thỏa đam mê giải thích cái đấy. Các bạn toàn comment cái gì mà ôn in các thứ. Rồi thì hiện tại hoàn thành này, các bạn để ý cho cách dùng này, cái này rất là quan trọng. Ngay từ đầu buổi cô đã phân biệt cho các bạn về thì quá khứ đơn và hiện tại hoàn thành rồi. Hiện tại hoàn thành có thể diễn đạt một hành động đã xảy ra trong quá khứ, nhưng không đề cập tới thời gian chính xác mà hành động đã xảy ra. Đấy chính là một cái câu mà cô đố từ đầu các bạn là nếu có một câu mà không có dấu hiệu nhận biết về thời gian hay là các trạng từ thường gặp thì khả năng cao nó rơi vào đâu? Thì hoặc nó rơi vào hiện tại đơn hoặc khả năng cao hơn nữa là nó còn rơi vào hiện tại hoàn thành cơ. Đấy, ví dụ như câu này. Ví dụ ngay cả câu này không có từ recently nhá, là Trung xem bộ phim này với bạn gái của anh ấy rồi. Đấy, hiện tại hoàn thành nha mọi người nha. Đấy, còn nếu mà có cái trạng từ rất rõ ràng là last night, tối hôm qua thì sẽ là quá khứ đơn nha mọi người. Phân biệt cho cô hai cái này. Đấy, được chưa? Ừ. Rồi, cách dùng thứ hai của hiện tại hoàn thành là diễn đạt hành động vừa mới xảy ra, vừa mới kết thúc, còn có thể liên quan đến hiện tại. Đấy. Cái này rất là dễ rồi. Tiếp này. Một cái cách dùng nữa là diễn đạt hành động chưa xảy ra hoặc hỏi xem hành động đó đã xảy ra hay chưa. Đấy, chưa xảy ra. Ví dụ như là mình cứ nghĩ chưa xảy ra thì sẽ dùng tương lai đúng không? Phải, tôi chưa bao giờ đi Paris cả. Câu đấy là hiện tại hoàn thành. Đấy. Hay là mình hỏi, cậu đã đến Paris bao giờ chưa? Câu đấy cũng là hiện tại hoàn thành. Chưa? Một hành động chưa xảy ra hoặc mình hỏi xem nó đã xảy ra hay chưa thì nó sẽ là hiện tại hoàn thành. Rồi tiếp, dấu hiệu nhận biết thì hiện tại hoàn thành rất quan trọng. Đây các bạn nhìn vào cho cô cái dấu hiệu nhận biết, nó dài một chút nhưng mà có thể là các bạn chụp lại hoặc là các bạn ghi chép xuống, đây là đầy đủ nhất cho các bạn luôn về dấu hiệu nhận biết luôn. Rồi đó, những cái từ như là đây recently hay là just thì đây là những cái từ mà kinh điển của hiện tại hoàn thành rồi, nhìn thấy nó là phải chia hiện tại hoàn thành, 99% bạn sẽ đúng đó. Ngoài ra là có những cái từ ví dụ như là since hoặc là for thì cũng là hiện tại hoàn thành, nhưng sau since chờ cô một chút nha mọi người nha, bạn chờ cô một chút. Đứng trước camera.
Ok, cô đã quay trở lại rồi đây. Vừa có việc đột xuất. Rồi bây giờ chúng mình sẽ nhìn vào những cái trạng từ thường gặp này nhá. Các bạn để ý kỹ cho cô những cái trạng từ này nhá. Khi mà nói trạng từ thường gặp của hiện tại hoàn thành thì mọi người thường là sẽ biết những cái từ này rồi. Đấy. Nhưng ngoài ra thì các bạn nhớ cho cô này, cái cụm này rất hay gặp này. Đấy, ví dụ như là it hoặc là this, that. Đấy, the first hay là second hay most, best, only. Thì cô đã tổng hợp hết lại đây cho các bạn rồi. Cứ thế trong câu có cái từ kiểu như này. Ví dụ, đây là cái bộ phim hay nhất, đây là lần đầu tiên tôi được xem, đây là lần thứ hai, đây là cái duy nhất mà tôi gì gì đấy. Thì nó sẽ là hiện tại hoàn thành. Đấy, được chưa? Phân biệt cho cô một chút. Ồ vậy hả? Cái gì? Cô lừa em cái gì? Các bạn nghe tiếng sóc nhà cô đúng không? Sóc vừa vào gọi mẹ 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 các thứ ầm ầm ấy. Rồi nào tiếp tục nhá. Thì ở đây cô sẽ phân biệt cho các bạn. Cái gì? Mịp anh em kênh CHST rồi là cái gì đấy? Tập trung vào đây nào. Bây giờ cô sẽ phân biệt cho các bạn giữa cách dùng của hiện của since và for nha. Nào tập trung vào đây nha. Đây, nhìn rất kỹ vào đây cho cô này. Đó, chúng mình sẽ có là since từ khi này thì thường cộng với lại một một gì ạ? À? Một mốc thời gian. Đó, ví dụ như là một mốc thời gian đấy thì sau cái đấy các bạn có thể là một cái năm như 2020, 2021, 2019 gì đấy chẳng hạn. Có thể là since cái năm đó hoặc là since last month. Thì trong trường hợp đấy vẫn là hiện tại hoàn thành. Tức là mình nhìn thấy chữ last month là một cái mốc thời gian là tháng trước. Nhưng mà có chữ since thì cái mệnh đề phía trước của nó cũng là hiện tại hoàn thành. Hoặc là ngay sau cái since đấy các bạn thấy có một câu như thế này. Và câu đó chỉ là thì quá khứ đơn thì cái phía trước của nó cũng là hiện tại hoàn thành đấy, được chưa? Ừ. Còn for là gì, là trong khoảng, thì khi mà nói trong khoảng thì các bạn phải có một cái khoảng thời gian, khoảng thời gian thì thường sẽ là 2 năm, 3 năm, 1 tháng, 1 giờ gì gì đấy đúng không? Thì đấy các bạn sẽ nhìn thấy là nó sẽ là đấy cộng for cộng với lại thời gian thôi. Thì nếu mà trong câu các bạn nhìn thấy ví dụ nhá, khi mà các bạn làm bài thi các bạn thấy người ta cho có một cái câu chấm 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 ở đây, bỏ qua cái chỗ này. Xong thì người ta để nguyên cả cái mệnh đề phía sau này đã chia quá khứ đơn rồi thì các bạn sẽ nhét cho cô cái gì ạ? Các bạn sẽ nhét cho cô cái since vào chứ không nhét cho cô for vào nha. Phân biệt cho cô cái phần này thật là kỹ. À, xong có con nuôi, khổ quá. Nào nhanh 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 nhanh. Tiếp tục, tiếp tục. Thì hiện tại hoàn thành là xong nhá, các bạn nhớ cho cô nhá. Bây giờ thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn tương tự như hiện tại hoàn thành, nó vẫn diễn đạt những cái hành động mà có thể đã bắt đầu xảy ra, chưa kết thúc còn liên quan hiện tại. Đấy, hoặc là những hành động xảy ra nhưng không xảy ra trong quá khứ nhưng không nêu rõ về mặt thời điểm xảy ra một cách chính xác thì cũng là hiện tại hoàn thành tiếp diễn được. Thế thì hiện tại hoàn thành và hiện tại hoàn thành tiếp diễn nó khác nhau điểm gì? Nó chỉ thôi nào, bước tập trung vào bài học, tập trung vào mục tiêu. Cô ngồi trước cái máy tính này là để dạy tiếng Anh cho các bạn đúng không? Nên các bạn tập trung vào cái file này đi. Sóc nó đang kêu ầm ĩ ở ngoài kia rồi. Đó. Thế thì ở đây nhá, các bạn lưu ý cho cô này là thì hiện tại hoàn thành và thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn hay là quá khứ hoàn thành và quá khứ hoàn thành tiếp diễn nó khác nhau ở cái chữ tiếp diễn đấy. Thì những cái câu mà người ta muốn nhấn mạnh nhá vào cái tính liên tục của hành động thì người ta sẽ thường chia thì tiếp diễn, được chưa?
Đấy, sự khác biệt của nó thì chỉ có như vậy thôi. Đấy. Tức là ví dụ như một hành động diễn ra liên tục, không có ngừng nghỉ, không có đứt quãng thì thường người ta sẽ chia thì tiếp diễn. Còn đâu thì về cái thời điểm xảy ra hành động hay thời điểm kết thúc của hành động ấy, nó hoàn toàn giống nhau nha mọi người nha. Chào Sơn. Hello. Tiếp tục nhá. Tiếp tục. Rồi, cách dùng xong nha. Đây, ví dụ như câu này cô sẽ xem này. Tôi đã xem phim Bố Già 2 giờ đồng hồ. Phim Bố Già của Trấn Thành, mọi người biết đúng không? Đấy, thì cô sẽ nói là I have been watching Bố Già for 2 hours. Cô sẽ sử dụng là hiện tại hoàn thành have been watching. Bởi vì là cô xem 2 giờ liên tục, cô không có nghỉ. Đấy, thế nên là cô sẽ sử dụng hiện tại hoàn thành tiếp diễn chứ nhá. Ok. Thế thì dấu hiệu nhận biết của cái câu này thường nó là những cái từ như thế này. Đấy, hoặc là all day, all week, all month. Đấy, vẫn có since hoặc là for giống như hiện tại hoàn thành thôi. Rồi, tiếp theo sẽ là thì quá khứ hoàn thành. Sắp hết rồi các bạn ơi, cố gắng lên. Đây thì cô đang phân biệt cho cô cái này đây. Ok Hoàng ơi, cô sẽ check lại nhá, Nguyễn Đức Hoàng nhá, cái phần mà lỗi âm thanh cô sẽ check lại nhá. Rồi, cô sẽ check lại cái file 1.000 từ vựng đấy, cái file đấy rất là quan trọng để cho các bạn củng cố từ vựng cho kỳ thi, cô sẽ check lại nha. Rồi, thì quá khứ hoàn thành thì nó rất giống hiện tại hoàn thành, nó chỉ khác là thay vì các bạn dùng have và has thì các bạn dùng had cho cô, thế là xong. Đấy. Thế thì quá khứ hoàn thành cách dùng của nó rất là dễ nhá. Diễn đạt hành động đã xảy ra và kết thúc trước một thời điểm trong quá khứ. Hoặc là diễn đạt một hành động đã xảy ra, đã kết thúc trước một hành động khác trong quá khứ. Đó, hai cái cách dùng phổ biến nhất của quá khứ hoàn thành nha mọi người nha. Đấy, dấu hiệu nhận biết sẽ có những cái từ như thế này. Nói chung cái file này cô sẽ chia sẻ cho mọi người và mọi người sẽ làm sao để có 1.000 từ vựng. À, Đức ơi, em có thể inbox cho fanpage của cô nhé. Cô có một cái file tổng hợp 1.000 từ vựng sẽ xuất hiện trong kỳ thi đã phân loại theo các chủ đề rồi. Đó, và các bạn có thể inbox cho fanpage của cô để lấy nha. Rồi, xong nhá. Vậy là cái dấu hiệu của hiện tại hoàn thành và quá khứ hoàn thành các bạn nắm được cho cô rồi đúng không? Thì tiếp diễn tương tự như vậy, cứ tiếp diễn thì động từ sẽ thêm đuôi ing vào, đúng chưa? Rồi. Đây. Lúc nãy cô có đố các bạn là nếu mà nó là thì, đây ví dụ như những cái dấu hiệu nhận biết này các bạn phải lưu ý vào cho cô nha. Rồi. Bây giờ cô sẽ kéo cho bạn xem một cái thì là thì tương lai hoàn thành. Đấy. Tương lai hoàn thành thì nó vẫn phải động từ thêm đuôi ed đây này. Mặc dù bạn nhìn thấy không? Nó có chữ tương lai nhá. Đấy. Nhưng mà vì nó gắn với chữ hoàn thành. Đấy, thế nên là động từ vẫn phải thêm ed. Ok, hay chưa? Rồi. Xong. Đấy, tất cả cái file thì nó dài như này luôn nha mọi người nha. Rồi, ok, rồi. Thế bây giờ chúng mình sẽ được, tí Tâm xin cùng lý cái file lý thuyết này được luôn Tâm nhá. Bây giờ đến một cái phần rất là quan trọng trong bài ngày hôm nay. Cô sẽ chia sẻ với mọi người đó là sự hòa hợp giữa các thì. Đây. Cái phần này quan trọng, rất là quan trọng. Đây, mọi người để ý vào đây nhá. Một là ví dụ với câu có hai mệnh đề. Đấy, thường là cái này nó sẽ kiểm tra khi có hai mệnh đề và để chúng ta kiểm tra xem mệnh đề nào chia thì nào. Thì nếu mà chúng mình thì sẽ có một cái cấu trúc đó là hiện tại hoàn thành xong đến since xong quá khứ đơn. Đấy, đây là sự hòa hợp giữa các thì nhá. Thì đây cô có một cái ví dụ như thế này. Các bạn thấy không? Có since ở đây là cái dấu hiệu của thì hiện tại hoàn thành ở phía trên đấy. Tiếp theo, sự hòa hợp giữa các thì quá khứ với nhau. Ví dụ chúng mình sẽ có quá khứ tiếp diễn xong đến when xong đến quá khứ đơn. Đây chính là cái cách dùng của quá khứ khi nãy cô dạy là một hành động đã đang xảy ra trong quá khứ thì có một hành động khác đã xen vào, đúng chưa? Thì nó sẽ có cái liên từ, có cái từ nối đây là when. Hoặc là các bạn có thể sử dụng quá khứ hoàn thành xong đến when xong đến quá khứ đơn. Tức là không phải các bạn cứ nhìn thấy when thì luôn luôn là phía trước là quá khứ tiếp diễn và phía sau là quá khứ đơn nhé. Nó cũng có thể là quá khứ hoàn thành được. Đấy. Ví dụ như câu nói câu này. Tôi đã đến sân bay
khi máy bay đã cất cánh. Đó, thì cái hành động máy bay cất cánh nó đã xảy ra xong mất rồi, nó xảy ra xong trước cái hành động tôi đã đến sân bay rồi thì nó là quá khứ hoàn thành. Còn hành động tôi đến sân bay nó chỉ là quá khứ đơn thôi, được chưa? Ừ. Hay là chúng mình sẽ có quá khứ đơn này, xong đến after này, xong đến quá khứ hoàn thành. Đấy, hoặc ngược lại. Tóm lại, ở cái phần quá khứ này, quá khứ và quá khứ thì các bạn sẽ phải dịch ra cho cô xem có hành động nào xảy ra trước một hành động khác trong quá khứ không, thì nó sẽ là sự kết hợp giữa quá khứ đơn, quá khứ hoàn thành. Đấy, mấy cái từ, mấy cái thì đó với nhau. Tiếp theo các bạn, đây rất là nhiều nhá. Tiếp theo là sự kết hợp giữa hiện tại và tương lai. Cái phần này rất là hay nên phải phải dạy cho các bạn kỹ luôn. Mấy thì có chữ hoàn thành đều thêm, đúng rồi, mấy thì có chữ hoàn thành, đúng rồi Sơn ạ, đều phải là động từ thêm đuôi ed hoặc là động từ dạng phân từ hai. Ừ, nhá. Rồi tiếp nào, cứ hoàn thành là phải phải cái nhét cái đuôi ed vào cho cô nha. Nhiều cái lạ lẫm quá, lạ lẫm gì vậy đó. Nào, sự kết hợp giữa các thì tương lai và hiện tại, nhìn vào đây cho cô nhá. Đầu tiên, ví dụ như cô sẽ có thì tương lai đơn, sau đó đến when và sau đó đến hiện tại đơn. Ví dụ này, tôi sẽ gọi điện cho bạn khi mà tôi đi làm về. Rõ ràng mình nghe là tớ sẽ điện cho cậu khi mà tớ đi làm về nhá, nghe có vẻ như hai hành động đều sẽ diễn ra trong tương lai đúng không? Tớ sẽ gọi cho cậu khi tớ đi làm về, thế nhưng mà không phải nha mọi người nha, chỉ có cái hành động chính ở trong câu này là tớ sẽ gọi cho cậu. Đấy là tương lai đơn thôi. Còn cái mệnh đề sau này này, đấy nó lại chỉ ở thì hiện tại đơn. Bởi vì thực chất nó sẽ chỉ như là một cái mốc thời gian thôi, chứ người ta không có muốn nhấn mạnh hay là mô tả gì về hành động ở đây cả. Đấy, được chưa? Cho cô nghỉ 15 giây nhé. Khát nước quá, cô đi lấy thêm cốc nước đã. Chờ cô một chút nha.
Đã có nước mới. Rồi tiếp tục nha. Không biết là còn bạn nào ở đây không? Cái gì đấy các bạn? Bạn Lực nói cái gì đấy? Nào nào nào. Cô đọc comment các bạn, cô đọc không hiểu các bạn viết cái gì đây này. Giây 15 phút. Trời ơi, người ta mới đi được khoảng 1 phút mà bảo người ta đi 15 phút. Rồi, tiếp tục nha. Nào tập trung vào cái file của cô đi. Các bạn nói liên thiện là thôi đấy, cô dỗi không dậy nữa đâu. Nào bây giờ các bạn tập trung vào cái phần này này. Kết hợp giữa các thì này. Hay cái phần này các bạn có cần cô phải nói kỹ hơn không? Hay ok rồi. Nếu mà cái phần sự hòa hợp giữa các thì này các bạn đều thấy là các bạn nắm chắc hết rồi thì thôi, chúng mình có thể chuyển sang làm luyện tập luôn. Còn nếu các bạn muốn cô nói kỹ hơn về phần lý thuyết này thì comment để cô nói kỹ hơn phần lý thuyết này nhá. Ừ, Hà Châu ở page này nhá, Hà Châu nhá, đúng rồi. Lại tay thế nhỉ? Ừ, Hoàng bảo là cô nói kỹ hơn đi đúng không? Ừ, ok, cô sẽ nói kỹ hơn nhá, theo nguyện vọng của Đức Hoàng này. Đấy, thì cái phần hòa hợp giữa các thì này ấy, tiếp tục nhá, chúng ta nói về thì tương lai với hiện tại. Thì các bạn có thể sử dụng này, tương lai đơn này, sau after này. Sau đó thì cũng có thể là hiện tại đơn hoặc hiện tại hoàn thành. Đấy, mặc dù cái thời gian của nó là mốc tương lai. Đấy, ví dụ các bạn nhìn thấy câu này nhá. David này sẽ về nước sau khi anh ấy hoàn thành xong khóa học tiếng Anh. Đấy, tức là David sẽ về nước nhá, thì là thì tương lai đơn rồi. Nhưng cái sau cái chữ after ấy thì cô lại sử dụng thì gì ạ? Thì hiện tại đơn được. Sau khi anh ấy hoàn thành xong khóa học tiếng Anh thì các bạn để ý, các bạn sẽ thấy ở đây này. Mặc dù là when hay là after. Đó, và cái mệnh đề sau này của cô, ví dụ sau khi anh ấy hoàn thành xong khóa học tiếng Anh thì chắc là anh phải hoàn thành vào mấy tháng nữa hoặc mấy năm nữa đúng không? Rõ ràng là một cái việc trong tương lai đúng không? Nhưng cái câu đấy nó vẫn được chia ở hiện tại. Đây, ví dụ cái câu này nó vẫn là hiện tại. Finish thêm es thành gì ạ? Finishes đúng không? Hay là trong câu này thì chỉ là gì? I get home chứ không có tương lai, không có will hay gì ở đây cả. Thì các bạn hãy nhớ cho cô là khi gặp những cái câu kiểu như thế này thì các bạn sẽ xem cái hành động chính muốn nhắn đến trong câu là gì. Ví dụ tôi sẽ về nước, tôi sẽ gọi cho bạn, tôi sẽ đến trường, thì đấy là cái hành động chính người ta muốn nhắn nhủ, thì nó sẽ chỉ ở tương lai đơn. Còn những cái hành động sau đó, những cái vế sau của nó ấy, nó chỉ đơn giản như một cái mốc thời gian trong tương một cái mốc thời gian thôi. Mặc dù cái mốc thời gian đó xảy ra trong tương lai nhưng câu đó các bạn sẽ phải chia cho cô là một thì hiện tại nhá. Ừ. Đấy, rồi. Đấy, cô phải nói kỹ cái phần này. Nào, cô nói như vậy các bạn đã hình dung chưa? Tức là đừng có dựa vào dịch mà chia nha. Đây gọi là sự hòa hợp giữa các thì chúng ta có công thức. Các bạn bê hết cái đống công thức này về học cho cô là được nhá. Đấy. Chưa? Đấy, nhìn công thức cho cô. Đấy, cô đang cố gắng giải thích để mọi người hiểu là tại sao cái mệnh đề sau này người ta lại chia ở hiện tại. Vì nó đơn thuần chỉ như là một cái mốc thời gian thôi. Đấy, chứ người ta không có nhấn mạnh gì hay mô tả gì cái hành động đấy cả. Đấy. Hay nếu mà không phải là after mà là before thì cũng có thể tương tự như thế. Tương lai đơn lại before đến hiện tại đơn. Tóm lại là mấy cái từ như là when, after, before. Đấy, để ý mấy cái từ đấy. Bên cạnh đó thì các bạn sẽ nhìn thấy cho cô là có một cái cụm rất hay xuất hiện. Rất hay xuất hiện. Đó là by the time. Cứ nhìn thấy cái cụm by the time này là khả năng cao sẽ có một mệnh đề là hoàn thành rồi. Đấy thì cái gì đây ạ? Nó sẽ là tương lai hoàn thành, xong by the time, xong hiện tại đơn. Ví dụ nhá. Khi những chú chim non rời tổ đây. Là bằng cái thời điểm khi, mình vẫn dịch là khi mà. Khi những chú chim non rời tổ để kiếm thức ăn, chúng sẽ học được cách bay như thế nào. Đấy, thì ở đây cô sẽ có by the time phía trước. Ừ, được chưa? Ok. Chúng sẽ học được cách bay như thế nào thì sẽ là hiện à, sẽ là tương lai hoàn thành. Đây, cái mệnh đề chính này sẽ của cô sẽ là tương lai hoàn thành. Tóm lại, sát kèm với cái by the time thì sẽ là hiện tại đơn. Đây. Leave nguyên thể luôn, hiện tại đơn luôn, đúng chưa? Ừ. Cái mệnh đề chính của cô sẽ là tương lai hoàn thành, bởi vì cô muốn nhấn mạnh về cái việc là nó sẽ học được cách bay khi nào, cho đến khi mà nó rời tổ đi kiếm thức ăn, nó sẽ học được cách bay mà thôi. Thì cái câu đấy, cái thông tin mà cô muốn nhấn mạnh với các bạn là bọn chim nó học được cách bay vào thời điểm nào
đúng chưa? Đấy, ok nhá. Tóm lại cứ nhìn thấy cái by the time thì sẽ có một mệnh đề là thì hoàn thành nhá. Rồi, tiếp tục. Hay là các bạn nhìn thấy as soon as. Đấy, hay là các bạn nhìn thấy until. Đó, thì trong những cái này các bạn nhìn thấy sẽ luôn có một thì hiện tại. Ví dụ về as soon as thì có thể là có hiện tại đơn hoặc hiện tại hoàn thành. Until thì cũng có thể là, thì chắc chắn là mệnh đề sau nó sẽ là hiện tại đơn. Đó. Thì đây là sự hòa hợp giữa tương lai và hiện tại. Cái hòa hợp này là cái hòa hợp mà không hiểu sao đi thi các thầy cô rất thích ra đề cho các bạn. Sẽ có những cái câu kiểu như là tớ sẽ gặp cậu khi mà tớ đến Paris, tớ sẽ gọi cho cậu khi mà tớ về nhà. Những câu như vậy rất hay thường xuyên xảy ra trong đề thi. Và nhớ cho cô, nó sẽ có một mệnh đề là hiện tại đơn, một mệnh đề là tương lai đơn nha. Xong rồi. Đó, sự hòa hợp giữa các thì xương xương như vậy. Đó, đấy là lý do vì sao mà những bạn xem chăm chỉ đến cuối livestream này sẽ có được cái file lý thuyết này nhá. Đó, các bạn có cái file lý thuyết này cứ cần cù bỏ ra đọc và làm 50 câu bài tập trên app của cô và mở cái file lý thuyết này ra so, các bạn sẽ làm được và ok, sẽ thấm nhuần được cái tư tưởng của các thì thôi. Bây giờ chúng mình sẽ tiếp tục với cái phần bài tập một chút nhá. Lý thuyết xong rồi này, về bài tập. Bài tập. Câu 20 của cô đâu nhỉ? Nào, bây giờ các bạn nhìn luôn cho cô một câu bài tập nhá. Câu tư đi. Ôi, sóc nó khóc kinh quá. Đây, câu 24 đi. Nốt câu này nhé. Rồi đây, nhìn câu 24 cho cô này. I promise that. Chắc mọi người nghe tiếng khóc còn to hơn cả tiếng cô Trang nói đúng không? Rồi đây thôi không sao, chúng ta tiếng hát át tiếng mơ mà, thôi tiếng cô nói sẽ át được tiếng tiếng khóc của sóc. Các bạn tập trung vào đây cho cô nhá. Đó. Tôi hứa rằng này, chúng tôi sẽ gì 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 đấy này. Đấy. Câu này hơi khó nhở. Thôi, lấy một câu khác đi. Lấy một câu khác khác một chút. Đây, chờ cô nha, xem câu 21 xem nào. Đây, ủa rồi, ok. Đây là câu mà chúng mình vừa học. Có by the time, nên lấy làm ví dụ luôn. Các bạn nghiên cứu câu 21 cho cô nha. Đây, câu 21 các bạn nhìn thấy là gì ạ? Tôi gì gì đấy hoàn thành đúng không? Động từ cần chia là finish, là hoàn thành đúng không? Đấy, cái động từ người ta sẽ bắt các bạn đi chia nó là động từ này. Đấy, động từ cần chia là động từ này. Rồi, ok. Thế thì ở câu này các bạn nhìn thấy cho cô cái cụm ở đây là gì ạ? By the time. Và phía sau của nó là thì gì đây ạ? Hiện tại đơn, đúng chưa? Phía sau đây chính là thì hiện tại đơn rồi. Thế theo như cấu trúc cô vừa dạy cho các bạn thì phía trước của nó sẽ phải là cứ có by the time thì phải có một thì hoàn thành, đúng chưa? Phải có một thì hoàn thành. Nhìn vào bốn đáp án A, B, C, D thì các bạn chỉ nhìn thấy có duy nhất cái D này là dấu hiệu của thì hoàn thành thôi. Đó là có verb thêm ED này, là có will này. Đấy, tức là thì tương lai hoàn thành. Vậy đáp án D là đáp án chính xác của cô trong câu này nha. Ừ. Được chưa? Các bạn thấy dễ hiểu chưa ạ? Ok, đấy. Thì với cái phần là làm các câu mà là sự hòa hợp giữa các thì các bạn phải rất là hay để ý vào những cái từ, những cái dấu hiệu nhận biết này nha. Cô đã nhắc đi nhắc lại rồi đấy, cứ có by the time là phải có một thì hoàn thành. Và ở đây chúng mình nhìn thấy cái mệnh đề này là hiện tại đơn rồi thì tìm một cái thì hoàn thành ở dưới nhét lên thôi là xong. Câu 21 là xong nhá. Rồi tiếp theo. Câu 20 xem nào.
Rồi, câu 20 rất hay, câu 20 cũng rất hay. Đấy. Một nhóm sinh một nhóm gì ạ? Hả? Một nhóm người Việt Nam định cư ở nước ngoài đã dịch một tập thơ sang tiếng Anh, Pháp và Đức để lan tỏa tinh thần Tết đến đồng bào thế giới. Đây, câu này như thế. Đây. Và nó không nêu rõ thời gian xảy ra cái hành động này lúc nào cả thì nó phải là hiện tại hoàn thành đúng không? Ừ, chính xác rồi. Vậy trong bốn đáp án này chỉ có A và C là có vẻ là hiện tại hoàn thành thôi. Nhưng mà một nhóm những người định cư ở nước ngoài, người Việt Nam định cư nước ngoài, một nhóm thì nó là số nhiều rồi nên các bạn phải chọn đáp án là C. Được chưa? Ok. Rồi. Ok, vẫn hoang mang in vụ sóc là con thật hay con real hay con fake. Tiếp tục hoang mang nhá. Các bạn đừng hoang mang vì cái đấy làm gì, các bạn nên hoang mang. Câu này là hiện tại hoàn thành hay hiện tại hoàn thành tiếp diễn hay là hiện tại đơn. Đấy, nên hoang mang như cái đấy chứ. Quan tâm đến cái việc sóc hay nhím hay thỏ làm cái gì, đúng không? Ừ. Rồi, vậy là ngày hôm nay. Đây, cái file bài tập của cô có 30 câu, nhiều lắm. Tí nữa cô sẽ gửi lại cho các bạn cả cái file này luôn nhá, lên nhóm của chúng mình nhá. Các bạn có thể mở lại cái file này để học. Đó, được chưa? Rồi bây giờ sẽ là một vài lời trước khi chúng ta kết thúc buổi ngày hôm nay. Thì buổi ngày hôm nay là buổi thứ hai trong cái phần là khóa tổng ôn và luyện đề miễn phí của cô Trang rồi. Buổi hôm nay là cô muốn cho các bạn hiểu thật là kỹ, rất là sâu sắc về phần các thì, nên cô đi rất kỹ hơn vào cái phần lý thuyết và những cái bẫy, những cái mẹo mà các câu hỏi liên quan đến các thì hay ra vào. Thì các bạn hãy inbox cho fanpage của cô để xin toàn bộ cái file lý thuyết đó, file lý thuyết đó vì nó rất là dài và nó rất là chi tiết. Và nhớ là khi học thì hãy để ý đến những cái dấu hiệu nhận biết của từng thì nha. Và thứ hai đó là chúng mình phải cẩn thận với những câu hỏi về sự hòa hợp giữa các thì, đều có những dấu hiệu hết, vẫn trong file lý thuyết còn có đầy đủ rồi. Và một việc chúng mình cần phải hoàn thành cho cô đó là trước buổi livestream thứ hai tuần tới của cô, các bạn phải hoàn thành cho cô xong 50 câu hỏi trên app cô liên quan đến các thì và sự hoàn thành của các thì nhá. Các bạn phải làm đi, bởi vì nếu các bạn không làm thì cái phần đọc lý thuyết nó sẽ vô ích lắm luôn. Được chưa? Đấy, thì nhìn chung là như vậy thôi. Và những bạn mà đã đăng ký sách của cô Trang rồi thì yên tâm là trong tuần này, cuối tuần hoặc là tuần sau thì sách sẽ đến tay các bạn. Những bạn nào chưa có sách thì nhanh nhanh là đăng ký với chị Dung nhá, để sách đến tay các bạn còn có thể sử dụng sách để tham gia cái khóa luyện đề của cô nha. Và những bạn mà đã đăng ký vào lớp, gọi là lớp nước rút của cô rồi và chị Dung đã liên lạc với các bạn rồi thì thôi các bạn hãy tự chuyển khoản và chụp đại hình gửi cho chị Dung nhá, bởi vì có thể là số lượng các bạn đăng ký quá đông nên chị Dung sẽ chưa thể nhắn cho từng bạn một đâu. Đấy. Và thứ tư đó là cô có một cái file 1.000 từ vựng thường xuất hiện trong đề thi trung học phổ thông. Cái file đấy rất là quan trọng, rất là quý giá luôn. Các bạn chưa có và nó bị yếu từ vựng thì nhớ là inbox cho fanpage của cô để lấy cái file đó và về bắt đầu học luôn nha. Từ giờ đến lúc thi các bạn chia ra mỗi ngày ít nhất là một tuần các bạn phải học cho cô được một chủ đề là khoảng 100 từ nhá. Cứ yên tâm học đi rồi sẽ rơi dụng quên mất là vừa. Ok. Rồi, vậy là buổi ngày hôm nay tạm thời sẽ dừng lại ở đây nhé các bạn nhá. Và hẹn gặp lại các bạn vào tối thứ hai tuần tiếp theo. Phải nhớ là làm bài tập về nhà nha. Tạm biệt, bye bye.